Ta có xem tên của bạn trường vực trường này luôn. Ở dưới chúng ta đã đăng ký được chưa? Thầy cô lưu ý là toàn bộ giao diện phần mềm thì nó bằng tiếng Việt hết, nên chúng ta nếu chúng ta chưa hiểu chúng ta lưu cả cuộn vào cho nó ấy, sẽ hiện cái pop-up là tính năng gì. Và bây giờ sẽ giới thiệu lại một chút về cái giao diện chính của phần mềm. Đây chính là giao diện chính của phần mềm MasterTest. Nó sẽ bao gồm có 3 nhóm tính năng chính là quản lý ngân hàng câu hỏi, quản trị hệ thống và ra đề thi. Chúng ta muốn mở nhóm tính năng nào chúng ta bấm thì nó sẽ nhảy vào giữa, và chúng ta bấm một lần nữa nó sẽ hiện tính năng của phần mềm ra. Bấm nó sẽ nhảy vào giữa, bấm một lần nữa nó sẽ hiện tính năng của phần mềm ra. Phía bên trên thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là đổi mật khẩu. Đổi mật khẩu hình như ổ khóa. Mặc định thì tài khoản offline thì thầy cô mật khẩu là admin, thì chúng ta có thể đổi lại. Tuy nhiên là khi đổi rồi thì chúng ta phải nhớ cái mật khẩu đó đấy. Chứ cái chức năng offline này thì anh em sẽ không có cách nào để hỗ trợ lấy lại mật khẩu của thầy cô đâu. Được chưa? Cái mật khẩu offline thầy cô sẽ là tự quản lý. Nếu mà thầy cô mất mật khẩu online thì anh em phải hỗ trợ lấy thầy cô lại được. Chúng ta mật khẩu offline chúng ta được nhớ. Chiếc chìa khóa thì sau khi đăng ký xong nó sẽ bị ẩn đi. Đổi mật khẩu admin ấy. Cái ban đầu. Chức năng trợ giúp thì chúng ta bấm vào nó sẽ mở cái file hướng dẫn sử dụng lên. Thầy cô mở lên nó sẽ có hiển thị tất cả các tính năng. Thầy cô sẽ mở các cái tính năng của phần mềm. Chẳng hạn như là cái mẫu câu hỏi từ file Word thì chúng ta sẽ mở mục cập nhật câu hỏi từ file Word này, một số quy tắc. Thì trong này nó sẽ hướng dẫn các cái mẫu nhập câu hỏi từ file Word, và ví dụ để hiển thị trên đề thì chúng ta phải nhập như thế nào. Thì tất cả chúng ta sẽ có các cái mẫu ở đây. Chữ Y là phần thông tin sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có thông tin bản quyền cũng như là phiên bản sản phẩm đang sử dụng. Thì ở khu vực mình là đang sử dụng bản mới nhất là bản 1.1.4.9, bản 21 năm 2017. Thì sau này bên em sẽ hỗ trợ mình nâng cấp sản phẩm miễn phí trong 3 năm. Tức là khi mà thầy cô sử dụng phần mềm ấy, bởi vì cái chương trình khảo thí của mình thì nó không được thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta thấy hàng năm thì bộ vẫn có những cái thay đổi trong cái công tác đề thi khảo thí, thì phần mềm nó cũng sẽ thay đổi để nó bắt kịp được với cái chương trình của bộ. Thì khi mà có các bản nâng cấp mới thì ở cái phần chữ Y này nó sẽ hiển thị là các bản cập nhật mới. Thì thầy cô bấm vào chữ Y này, và ở phía dưới cùng nó có cái mục link update phiên bản mới, chúng ta bấm vào và làm theo hướng dẫn ở đó thì mình sẽ được nâng cấp lên cái phiên bản mới hơn. Ngoài ra thì sẽ có cái phần thông tin liên lạc hỗ trợ khách hàng ở trong cái giao diện thông tin sản phẩm này luôn. Thầy cô có thể liên lạc theo số này. Tuy nhiên là cái mã vùng Hà Nội và Hồ Chí Minh mới bổ sung thêm số 2 vào giữa ấy ạ. Thầy cô nhớ xem mã vùng của Hà Nội bây giờ là 04 và mã vùng Sài Gòn là 028. Thì đây là phần thông tin sản phẩm. Và phần cuối cùng đó là mình đăng xuất ra quay trở về đơn đăng nhập. Phía dưới của chúng ta sẽ đi vào ba cái nhóm tính năng chính của phần mềm ạ. Thì sau mặc định là sau khi cài đặt phần mềm xong ấy, thì cái dữ liệu câu hỏi trong phần mềm của thầy cô đã là hoàn toàn là trống trơn, không có gì cả. Thì có một số các cái môn học, một số cái chuyên đề tạo mẫu ra để làm ví dụ thôi. Còn dữ liệu về mặt bằng chung là không có câu hỏi nào cả, không có gì cả. Và chúng ta định hướng là tự thầy cô giáo chúng ta xây dựng câu hỏi thì nó sẽ phù hợp nhất với học sinh của mình. Bởi vì mỗi vùng miền, mỗi khu vực thì mặt bằng chung của học sinh nó sẽ khác nhau. Ngay trong một trường là trong một cái một viện thôi, thì giữa các trường trong số các đặc biệt giữa học sinh rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải xây dựng cái dữ liệu ban đầu cho phần mềm. Thì bước đầu tiên sau khi cài đặt phần mềm lên ấy, là chúng ta đăng ký bản quyền. Đăng ký bản quyền xong thì chúng ta sẽ khởi tạo dữ liệu ban đầu bằng việc là chúng ta truy cập vào menu quản trị hệ thống. Trong này sẽ có 4 tính năng. Thứ nhất đó là quản lý môn học, hỗ trợ thầy cô giáo thêm, sửa xóa và bổ sung các môn học. Ví dụ là ở đây thì các em có sẵn một vài môn học rồi,
Tuy nhiên là trong quá trình giảng dạy, chẳng hạn như là một vài năm nữa chẳng hạn, chúng ta tại môn môn ngoại ngữ chúng ta thay vì giảng dạy môn tiếng Anh, chúng ta giảng dạy sang tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung gì đó, thì hoàn toàn thầy cô có thể bổ sung các cái môn học này vào trong ngân hàng để chúng ta có thể thay đổi theo kịp với cái chương trình học. Tương tự như vậy đối với quản lý chuyên đề. Quản lý chuyên đề thì hỗ trợ thầy cô là chúng ta chia nhỏ các môn học đấy ra thành các cái chuyên đề, các cái chương mục khác nhau để mà chúng ta đưa câu hỏi vào. Và các cái công thức chuyên đề này chúng ta cũng có thể thay đổi được. Hai chức năng tiếp theo đó là sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu và đồng bộ cơ sở dữ liệu. Chức năng sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu nó sẽ hỗ trợ thầy cô giáo đó là tạo ra các cái bản backup, các bản lưu dự phòng của cái bộ dữ liệu khoa học của mình. Chẳng hạn bạn định là phần mềm nó ở đây như này hoặc là trống, thầy cô sẽ là tạo các câu hỏi cho phần mềm. Nhưng mà một ngày đến giờ đó chúng ta để cái tính cho trẻ nhỏ nhà mình chẳng hạn, chẳng may cắm USB nó có bị game gì đó vào cái đường máy mà bị bị rút nặng, mà chúng ta bắt buộc phải cài đặt Win trong khi không mở được game nữa, thì như vậy là sau khi cài đặt Win xong chúng ta nhận được về toàn bộ mấy ngàn câu hỏi chúng ta nhập lên luôn không trở lại. Thì cái tính năng sao lưu phục hồi này nó sẽ hỗ trợ thầy cô giáo là chúng ta sao lưu toàn bộ cái dữ liệu câu hỏi trong phần mềm kiểm tra thành một cái file. Chính là cái file mà liên tục cái file dữ liệu đấy, ví dụ cơ sở cái dữ liệu hồi trong dữ liệu đấy, một cái file đó thầy cô copy vào USB chẳng hạn, hoặc chúng ta đẩy lên trên mạng, chúng ta lưu trữ ở trên trên mây Google Drive hoặc trên OneDrive ấy, thì chúng ta sẽ đưa đó chúng ta bảo quản. Sau này bất kể thầy cô có bán máy đi thì đó chúng ta cài lại máy khác, chúng ta phục hồi cái dữ liệu đấy vào, thì chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ cái dữ liệu câu hỏi của mình vào trong phần mềm chúng ta tiếp tục sử dụng. Đó là chính là tính năng sao lưu phục hồi. Và cuối cùng là tính năng đồng bộ cơ sở dữ liệu. Thì cái tính năng đồng bộ cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ thầy cô giáo đó là đẩy cái dữ liệu từ trong ngân hàng này offline này lên online, hoặc là tải cái dữ liệu câu hỏi online về trong máy chúng ta dùng offline. Và bây giờ chúng ta sẽ đến thao tác của các chức năng này. Đầu tiên chúng ta vào quản lý môn học cho em. Thì theo như cấp học chúng ta sẽ được trả lại ở phía bên trái này hết khối lớp. Chẳng hạn ở đây là dùng bản quyền cấp trung cơ sở thì sẽ có khối lớp 6, 7, 9. Trong này bên em có tạo mẫu một vài cái môn học, tạo mẫu một vài cái môn học để thầy cô có thể sử dụng luôn. Được. Thầy cô nào mà không sử dụng chúng ta có thể xóa đi. Thì các thao tác thêm sửa xóa môn học chúng ta sẽ thấy ở ngay bên dưới toàn bộ bằng tiếng Việt hết. Chẳng hạn muốn thêm môn tiếng Pháp chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể bấm thêm mới, bấm thêm mới ở đây và chúng ta nhập môn tiếng Pháp vào. Và chúng ta bấm lưu lại. Thì như vậy thì cô sẽ thêm được môn tiếng Pháp vào đây. Các cái mã sẽ tự sinh, về sau này. Các cái dữ liệu kia em phải tạo một cái mã rồi sau này sẽ sinh ra luôn. Ngoài ra chúng ta có thể là sửa đây là sửa tên môn học hoặc là xóa môn học đi. Thì thầy cô lưu ý cái dữ liệu ban đầu này là cái dữ liệu trống, chúng ta xóa môn học đi thì thoải mái thôi, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên sau này nếu chúng ta đã thêm cái câu hỏi vào rồi thì nếu như thầy cô xóa môn học đi thì toàn bộ câu hỏi lẫn chuyên đề trong môn học đó sẽ bị xóa đi. Nếu như chúng ta chưa sao lưu cái dữ liệu đó trước thì xóa đi là coi như là mất luôn. Thì chúng ở đây chúng ta sẽ không có cái thùng rác để phục hồi lại cái cô giáo đâu. Thì chúng ta lưu cho em. Đó là nếu mà xóa đi là sẽ mất dữ liệu và bộ câu hỏi trong môn học đó cũng đi luôn. Còn nếu như trước đó chúng ta đã sao lưu cái dữ liệu nó ra thì chúng ta phục hồi lại là được. Ở đây có thầy cô giáo mà mình không có tiếng Việt ở đây đâu. Mình thử xem mình có tiếng Việt ở đây môn học không? Có ai mà không có tiếng Việt ở trong giao diện này không ạ? Có. Thì nếu như thầy cô mà không có tiếng Việt ấy, thì mình kiểm tra lại cho em cái link key của mình. Ở đây, nếu thầy cô nào không có tiếng Việt thì mình làm theo em, thao tác theo em như sau. Trước tiên mình góc lưới bên phải, góc lưới bên phải. Mình tìm cho em biểu tượng phần mềm link key chữ V.
Yeah. Mình kích chuột phải cho em vào đó. Kích chuột phải cho em vào chữ V đó. Và thầy cô lựa chọn cho em cái nút kết thúc. Đó là tắt cái hình kỳ đi. Lựa chọn nút kết thúc. Dạ. Kết thúc. Anh đi. Sau đó chúng ta quay trở về cái màn hình máy tính của mình. Thầy cô tìm cho em biểu tượng Unity ở trên màn hình của mình á. Phần mềm chúng ta chạy á. Thầy cô có thể quay trở về màn hình ngay bằng cái tổ hợp lệnh phím cửa sổ và phím D trên màn hình á. Chúng ta sẽ quay trở về màn hình như thế này. Còn thầy cô bấm một cái ngoài cùng bên dưới phải, nó có cái vạch một đường trắng ở dưới cùng bên phải, thầy cô bấm một cái, nó sẽ quay trở lại cái màn hình trống như thế này. Thầy cô kích chuột phải với Unity này. Kích chuột phải với Unity này. Và lựa chọn cho em cái dòng Run as Administrator. Nếu theo tiếng Việt cũng đọc là Run as Admin. Chọn lên cái dòng này, cái hình mà bị có hình kiếm thiên hay màu vàng trắng hoặc là xanh trắng hoặc là xanh vàng đấy chọn. Nếu có bất kỳ thông báo mình lên chúng ta nhấn nhét cho em, đồng ý cho em. Nếu có bất kỳ thông báo mình lên chúng ta đồng ý. Sau đó thì chúng ta có thể quay trở về phần này, chúng ta có thể bình thường. Còn nếu ở nhà chúng ta gặp trường hợp đó thì chúng ta có thể mở cái file một số vấn đề thường gặp lên. Trong này nó cũng có hỗ trợ thầy cô giáo về cách mà để chúng ta gõ tiếng Việt. Trong cái file này có hướng dẫn. Thì nếu ở nhà chúng ta không làm được thì chúng ta xem ở trong này cách hướng dẫn. Hoặc là chúng ta gọi bên em thì nó sẽ hướng dẫn cho mình. Thì giữa thầy cô làm được chưa? Trước tiên là chúng ta phải phát cái link đang có ra, sau đó chúng ta chạy lại ở quyền quản trị. Và sau khi mà đã làm việc xong với các môn học rồi thì chúng ta bấm vào dấu X để đóng cái giao diện quản lý môn học lại. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến quản lý chuyên đề. Quản lý chuyên đề chuyên đề sẽ là một cái mức nhỏ hơn môn học, tức là chúng ta sẽ tạo ra các chuyên đề trong cái môn học này. Ở đây giờ chúng ta đang làm cái thao tác là chúng ta khởi tạo cái dữ liệu ban đầu. Mình hiểu nôm na là mình tạo ra một cái thư mục tiếng Anh để làm. Mình tạo ra một thư mục tiếng Anh của nó. Sau đó thì mình tạo ra các cái unit một hai ba bốn và chúng ta để câu hỏi vào các cái unit đấy. Quản lý chuyên đề chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Ở đây thì mặc định cái dữ liệu đấy em đã tạo sẵn cho thầy cô giáo cái chuyên đề tên là tổng hợp. Thầy cô cũng có thể thêm mới các chuyên đề vào, ví dụ là chương 1, chương 2, chương 3, chương 4 gì đấy. Chúng ta thêm mới các chuyên đề vào. Giờ chúng ta hình dung là chúng ta đang tạo ra các cái thư mục chứa câu hỏi. Và chuyên đề thì mình làm cũng tương tự đối với môn học. Tức là nếu thầy cô xóa chuyên đề đi thì toàn bộ câu hỏi trong chuyên đề đó sẽ bị xóa đi. Cái này nó khá là đơn giản, toàn tiếng Việt các bạn. Và sau khi mà thầy cô đã tạo xong các chuyên đề rồi, thì thầy cô có thể là mình sao lưu cái dữ liệu này của mình ra. Sao lưu và tạo ra cái bản ứng phòng ấy. Bằng cách là trong hệ thống quản trị hệ thống, thầy cô lựa chọn vào sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Trong này sẽ có hai cái tab, đó là phục hồi dữ liệu và sao lưu dữ liệu. Thầy cô để ý ạ, nó có hai cái tab là sao lưu và là phục hồi. Sao lưu tức là chúng ta tạo ra một cái bản ứng phòng, còn phục hồi là chúng ta lấy lại bản ứng phòng đó. Ở đây thì cô bấm cho em vào cái sao lưu này trước.
Trong này sẽ có hai mục là sao lưu chuyên đề và sao lưu toàn bộ. Thì sao lưu toàn bộ tức là mình copy toàn bộ cái dữ liệu câu hỏi trong máy mình ra một file. Còn sao lưu chuyên đề thì cô sẽ lựa chọn từng cái chuyên đề, từng cái chuyên đề một chúng ta tạo ra cái file. Còn cái việc ứng dụng cho hai cái này như nào thì lát thì mình thấy. Bây giờ thầy cô chọn cho em vào cái sao lưu toàn bộ đi ạ. Sao lưu toàn bộ. Và ở dưới là nơi lưu trữ thì thầy cô bấm cho em ở số 3 chấm vào đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm đến nơi là chúng ta muốn lưu, muốn dự phòng cái file dữ liệu này. Chẳng hạn bây giờ em muốn lưu nó vào trong ổ D đi, ổ E thì đi, lưu ổ E. Em lưu desktop thì sẽ nhìn, để cô chúng ta sẽ nhìn. Em chọn là desktop và em chọn OK. Được. Lưu trong cái đường dẫn. Chọn OK. Và sau đó chúng ta bấm sao lưu. Chúng ta bấm nút sao lưu. Đấy. Thì hệ thống nó sẽ là sao lưu và khi làm xong ấy, nó sẽ đưa thông báo là quá trình sao lưu dữ liệu hoàn tất. Thì thầy cô sẽ thấy là ở cái nơi mà mình chọn sao lưu đấy, nó sẽ có cái file là master kèm theo cái ngày hôm nay. Thì đây chính là cái file chứa toàn bộ câu hỏi đang có ở trong phần mềm của thầy cô và trong cái file này. Và cái file này chúng ta không cứ đúp vào đây để mở đâu, mà muốn lấy lại cái dữ liệu trong này chúng ta phải dùng tính năng phục hồi. Chẳng hạn nhé, bây giờ chúng ta sẽ thử làm thao tác phục hồi này. Em sẽ quay trở về ra trên này đi. Coi như là chúng ta đang mở phần mềm lên. Bây giờ thầy cô chọn cho em vào sao lưu phục hồi cơ sở dữ liệu. Được chưa? Lần này chúng ta sẽ phục hồi. Thầy cô chọn vào phục hồi cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thầy cô bấm vào dấu 3 chấm. Bấm vào dấu 3 chấm ở trong cái phục hồi này. Và bây giờ thầy cô sẽ tìm được cái file dữ liệu mà chúng ta cần để phục hồi. Bây giờ chúng ta sẽ không làm cái file kia nữa, chúng ta không lấy cái file chúng ta vừa sao lưu nữa, mà chúng ta sẽ tìm được cái file dữ liệu cấp độ cơ sở, cái file mà đã có sẵn câu hỏi rồi á. Chúng ta làm sau. Trước tiên là chúng ta tìm cho em đến cái thư mục mà chúng ta đã có ở trong máy. Thư mục bộ đĩa mà mình đã có trong máy. Lưu ý là thầy cô đã phải copy vào trong máy rồi, chúng ta không tìm trực tiếp đến cái đĩa đâu nhá. Tìm trực tiếp cái đĩa nó sẽ sao chép cái định dạng chỉ đọc mà mình sẽ không biết được cái dữ liệu gì lên, không nhờ được câu hỏi trong phần này nữa đâu. Mà mình bắt buộc phải copy trong máy trước. Chúng ta tìm đến cái bộ đĩa mà mình đã copy vào trong máy cho em. Được. Thầy cô tìm đến thư mục dữ liệu đề thi trung học cơ sở. Tìm đến thư mục dữ liệu đề thi trung học cơ sở. Trong này là có cái file data đề thi trung học cơ sở. Chúng ta kích nút vào cho em. Và sau đó thì thầy cô bấm phục hồi. Phần mềm nó sẽ lấy hết tập bộ cái dữ liệu câu hỏi đó. Nó có phải trong phần tính hợp chứ không đủ đông. Thầy cô lưu ý là trong cái thao tác phục hồi này thì khi mà thầy cô phục hồi nó sẽ xóa toàn bộ cái dữ liệu đang có trong cái phần mềm đi và nó thay thế bằng cái dữ liệu đấy. Để chú ý là cái tính năng này có dùng một trường hợp trước, đó là thầy cô muốn cho dữ liệu người khác chẳng hạn như bây giờ trường mình có một cô giáo mới về thực tập và thầy giáo về dự toán thì muốn cho cô giáo toàn bộ dữ liệu bảo thầy cô thì thầy cô có thể là sao lưu cái dữ liệu trong cái phần mềm của mình ra, copy cái dữ liệu đó cho cô giáo đấy UV và sau mình cài cái phần mềm lên máy cô giáo đó và mình phục hồi ra thì toàn bộ cái dữ liệu câu hỏi mình sẽ cho cô giáo đó và cô giáo sẽ cài cái dữ liệu của mình ra để offline. Thì con máy không có lên trên chạy Win XP. Bây giờ nó phát sinh một trường hợp là nếu mà bây giờ thay cái này không phải mới về cả hai thì em đi thay rồi hai trường khác nhau và nó cho riêng cô hỏi nhau mà không muốn mất cái dữ liệu mình đang có thì mình cũng vẫn sẽ sao lưu cái dữ liệu này cho thầy cô đó. Tuy nhiên mình không dùng cái phục hồi này thì sẽ không có tính năng ở cái ngân hàng câu hỏi hoặc là cập nhật từ ngân hàng khác. Thì lúc đó thì thầy cô sẽ lấy cái dữ liệu kia về bảo lưu được cái dữ liệu của mình do tính năng cập nhật từ ngân hàng khác. Còn thầy cô lưu ý là nếu chúng ta phục hồi ấy, thì sẽ xóa tất cả cái dữ liệu đang có trong phần mềm đi để thay thế cái file dữ liệu kia vào. Được
không tránh về sau chúng ta đang xây dựng cái ngân hàng về này rồi, chúng ta lấy cái dữ liệu của khác vào, chúng ta phục hồi lại cái mất sạch cái gì chúng ta đang có. Đấy. Thì ở đây vừa phục hồi file dữ liệu trên cơ sở vừa rồi, thì thầy cô vào quản lý chuyên đề thầy cô sẽ thấy là chúng ta thay vì mỗi chuyên đề tổng hợp thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái môn học ấy nó có một vài các chuyên đề, và chúng ta sẽ thể sử dụng cái dữ liệu câu hỏi này để chúng ta làm cho buổi hôm nay. Chẳng hạn môn công nghệ này sẽ thêm với một chuyên đề nữa là chuyên đề năng động đi đó, như để lát sẽ thêm câu hỏi và thầy vừa xem. Như vậy là mình đã vừa làm quen với các tính năng cơ bản, đó là tạo ra các cái môn học và các cái chuyên đề mà mình giảng dạy trên lớp, đúng không? Và cái này chúng ta chỉ làm một lần đầu tiên sau khi chúng ta vừa tập luyện lên thôi. Còn là sau này trong quá trình của một đề chúng ta sẽ không phải làm cái này nữa. Tại vì thường thì chúng ta làm các chuyên đề các môn học này chúng ta chỉ làm một lần thôi. Được ba bảng đăng ký vào đây rồi đó, chúng ta về trường chứ. Bây giờ chúng ta đóng lại để quay trở về lớp chính giúp em. Chúng ta đã làm xong cái quản trị hệ thống rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi cái bước tiếp theo của quá trình làm, đó là chúng ta sẽ xây dựng một ngân hàng câu hỏi, xây dựng ngân hàng câu hỏi và cho menu ngân hàng câu hỏi. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thì thầy cô sẽ có hai cách chính để mình cập nhật câu hỏi trong phần mềm. Cách thứ nhất đó là cập nhật từng câu, tức là phần mềm sẽ đưa một cái form có sẵn và thầy cô cũng nhập câu hỏi vào trong cái form đấy, từng câu một, từng câu một. Cách này nó phục vụ đối tượng là giáo viên nào mà chúng ta không có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin, chúng ta không quen dùng máy tính đâu, thì chúng ta cứ vào phần mềm chúng ta lựa chọn cái tính năng này, chúng ta chọn là tôi muốn được cái câu trắc nghiệm, tôi lựa chọn ra cái trắc nghiệm thì nó sẽ hiện cái form trắc nghiệm để nhập vào thôi. Chức năng thứ hai là chúng ta cập nhật từ file, tức là nếu chúng ta không muốn là chúng ta nhập hoặc copy paste từng câu một thì chúng ta có thể sửa lại cái file word câu hỏi của mình thành một câu khoảng 500 câu hỏi, chúng ta cập nhật một cái 500 câu hỏi vào phần mềm luôn. Thì là cách thứ hai. Thế cách này thì cô giáo nào chúng ta phải chúng tôi phải kinh nghiệm soạn thảo word một chút, soạn thảo, và chúng ta nếu mà được ấy thì chúng ta tìm hiểu một chút về các cái lệnh tìm kiếm thay thế ở trong word thì chúng ta sẽ sửa cho các word rất là nhanh, bởi vì cái file word này sẽ cần một cái mẫu nhất định để phần mềm nhận được. Và nếu chúng ta biết các lệnh tìm kiếm chúng ta chỉ cần 3-4 cái lệnh, chúng ta sửa được 500-600 câu hỏi cũng được. Chức năng thứ ba là cập nhật những ngân hàng khác như em nói đó ạ. Chức năng này là chủ trường hợp mà hai thầy cô đều đã có dữ liệu muốn cho dữ liệu nhau á, cái này được chưa? Và chức năng cuối cùng là sửa câu hỏi, tức là chúng ta đính chính lại nội dung của các câu hỏi chúng ta đang cập nhật trong ngân hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm các chức năng này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với giao diện cập nhật từng câu. Thầy cô lựa chọn cập nhật từng câu. Thì thầy cô sẽ thấy ở trong này chúng ta sẽ có các tính năng như sau. Ở phía bên trên cùng là một cái nút di chuyển giữa các tính năng ở trong menu ngân hàng câu hỏi. Một nút di chuyển tính năng ngân hàng câu hỏi này. Phía bên trái chúng ta sẽ có giao diện để lựa chọn khối lớp, môn học và chuyên đề. Em chọn chuyên đề tam thông được rồi tạo. Được. Trong cái dữ liệu của mình, một cái môn học, những chuyên đề nào thì mình sẽ lựa chọn ở đây. Và tất cả câu hỏi mình cập nhật vào nó sẽ vào chuyên đề đó. Được. Cũng coi như là mình tạo ra các cái mục, ở đây tạo ra mục tam đông và lát tất cả câu hỏi sẽ cập nhật vào cái mục tam đông đấy, về sau muốn ra đề cứ vào tam đông rồi. Tiếp theo là về dạng câu hỏi thì phần mềm sẽ hỗ trợ thầy cô 8 cái dạng câu hỏi, và với 8 cái dạng câu hỏi này chúng ta hầu như có thể dùng được trên tất cả các đề và kiểm tra trong chương trình phổ thông, từ trắc nghiệm nhiều lựa chọn, cũng sai chân đối chéo liền quyết hay là tự luận. Thì đại đa số các môn học chúng ta chỉ dùng đến dạng trắc nghiệm và làm tự luận thôi. Chỉ riêng một môn phức tạp nhất là môn tiếng Anh là chúng ta sẽ dùng khá là nhiều các dạng câu khác nhau. Thì trong khuôn khổ của chiều ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn thầy cô giáo hai cái dạng câu mà hay dùng nhất, đó là câu trắc nghiệm và câu tự luận. Trong đó nâng cao lên cả câu trắc nghiệm và câu tự luận chùm dùng cho các dạng câu mà nó có nhiều ý ABCD và các ý đó chúng ta phân về các cái mức độ hiểu biết khác nhau. Tiếp theo là chúng ta sẽ có các cái mức độ nhận biết theo thông tư năm ngoái, thông tư 22. Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Và chúng ta có thể tình lượng và chúng ta chia các câu hỏi về các cái mức độ khác nhau. Sau này chúng ta thấy mai trận ấy, nó cũng sẽ căn cứ vào cái mức độ mà thầy cô phân chia cho đề và bốc câu hỏi phù hợp. Chẳng hạn như thầy cô để câu hỏi mức độ nhận biết chẳng hạn, sau này trong cái mai trận thì cô giáo chúng ta để 15 câu nhận biết
thì phần mềm nó sẽ tìm tất cả những câu nào mà nhận biết ở trong cái chuyên đề thứ quốc gia để cô giáo. Và cuối cùng là dạng câu đơn và câu trùng, chúng ta muốn nhập dạng câu nào chúng ta lựa chọn dạng câu đó. Ở đây thì lần đầu tiên thì thầy cô giáo sẽ chọn cho em thông số như sau. Và chúng ta lựa chọn một môn học trên đây bất kỳ là ghi nhớ cho em, lựa chọn câu trách nhiệm một, lựa chọn dạng câu nhận biết và dạng câu đơn. Chúng ta lựa chọn cho theo em là câu nhận biết và câu đơn, dạng trách nhiệm một, lựa chọn. Thấy chưa? Thì đúng cái thông số đó. Thì thầy cô lựa chọn dạng câu ấy, nó sẽ trả lại cái form nhập liệu tương ứng. Ví dụ ở bên phải này là dạng trách nhiệm một, lựa chọn, nó sẽ đưa như thế này. Và kể cả là em sư hướng dẫn thì thầy cô nhìn là cũng đã biết chúng ta sẽ phải làm gì với đây rồi, đúng không ạ? Hoàn ơi, Hoàn, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ để làm một việc nữa, đó là chúng ta nhập cho em cái nội dung câu hỏi vào phần này. Chẳng hạn ở đây em lấy một ví dụ câu hỏi đơn giản thôi ạ, huyện Tam Nông thuộc tỉnh nào, đúng không? Lấy một ví dụ câu hỏi như vậy. Ở đây nếu như thầy cô giáo muốn định dạng hay căn lề gì ạ, thì thầy cô có thể dùng các cái nút nhanh ở bên trên này, đúng không ạ? Đấy, chèn ảnh hoặc chèn công thức toán học. Thì chú ý là nếu chúng ta muốn chèn công thức toán học thì trong máy thầy cô giáo yêu cầu là phải cài cái mắt tai. Tức là muốn chèn công thức toán học trực tiếp ở trong đây ấy, thì yêu cầu máy thầy cô phải cài mắt tai. Thì ở trong cái phần mềm cài bổ sung ấy, bên em cũng đã có để luôn cả cái mắt tai cũng như là cái mã mật quyền của mắt tai trong này. Thầy cô giáo có thể cài lên trực tiếp bằng cái này. Dạ. Thầy cô thể con thầy cô thể dùng trực tiếp bằng cái nút thì canan ba này. Dạ. Thì yêu cầu máy gửi cái mắt tai. Phía bên dưới thì cô nhập cho em các cái đáp án. Ví dụ đáp án A là Hà Nội. B là cả ba bàn trên. Cái ví dụ như thế này thì ở đây mặc định thì phần mềm tạo sẵn cho thầy cô giáo đó là có bốn đáp án, có bốn đáp án như thế này. Thầy cô có thể tạo thêm bằng việc là mình bấm vào dấu cộng màu xanh ở trong cái giao diện đáp án ấy, nó có dấu cộng màu xanh ở phía dưới này này, chúng ta bấm vào thì sẽ tạo thêm đáp án ở bên dưới là năm đáp án. Đây đây có một dấu cộng màu xanh. Tổng cộng chỗ trên mấy cái đáp án một chút đi ạ. Tổng cộng này. Đấy. Hoặc là thầy cô có thể xóa đi bằng việc bấm vào dấu x màu đỏ ở cuối đáp án. Đấy, xóa bằng E đi. Bấm vào dấu x. Thì nó sẽ xóa đi. Xóa đáp án nào, chúng ta bấm vào dấu x màu đỏ cuối đáp án đó. Em cứ để 4 đáp án đẹp nhất. Được. Tiếp theo, đáp án nào đúng thì chúng ta lựa chọn cho phần mềm để hiểu được là đáp án đó đúng. Chẳng hạn ở đây trường hợp này đáp án đúng là đáp án C, Phú Thọ, đúng không ạ? Thì thầy cô bấm cho em một cái chấm tròn ở đầu đáp án đúng đó để phần mềm có thể hiểu được đáp án C là Phú Thọ. Và sau này thì kể cả nó có trộn lên trộn rời trộn về sẽ nữa thì đáp án đúng vẫn là Phú Thọ, bởi vì chúng ta đã định cho phần mềm hiểu được đáp án Phú Thọ là đáp án đúng rồi. Yeah. Và sau đó thì chúng ta có thể bấm hoàn thành để xong câu hỏi của mình. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp câu hỏi này là có một chút đặc biệt, đó là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là khi lợi ích có trộn đề thì có xem ấy, thầy cô thấy là vị trí các câu được đảo lên, đồng thời là vị trí các đáp án cũng được đảo lên. Thì trong trường hợp cái câu này có đáp án nó đáp án cả ba đáp án trên đều sai. Thì nếu như chúng ta để mặc định như thế này và lưu vào ấy, hoàn thành ấy, thì sau này khi trộn đề ra thì có những cái đề mà cái đáp án cả ba đáp án trên đều sai này, ví dụ là A cả ba đáp án trên đều sai, thì như vậy cái câu hỏi này thành bất hợp lý, đúng không? Cả ba đáp án trên đều sai thì có thể khi mình cố hiểu được, chứ cả ba đáp án trên đều đúng, trong khi nó là A thì nó chẳng đều sai, đúng không? Thì đối với trường hợp cái đáp án đặc biệt như thế thì chúng ta sẽ phải là muốn cố định cái đáp án đấy. Chẳng hạn trường hợp này em muốn cố định nó luôn là đáp án D, thì thầy cô thấy rằng ở phía cuối của mỗi đáp án nó có một cái nút màu xanh hình hai cái mũi tên nó đan vào nhau ấy,
thì tất cả những cái đáp án nào nó có cái dấu đấy thì khi trộn đề ra nó sẽ đảo lên. Vì vậy riêng cái đáp án này chúng ta bấm vào cái ô đấy để tắt cái dấu trộn đi. Riêng đáp án thì sau này khi trộn đề ra thì ba đáp án kia là vẫn đảo bình thường. Chỉ riêng cái đáp án D này là luôn cố định là đáp án D thôi. Chỉ có riêng cái đáp án và cả ba đáp án trên đều sai này sẽ luôn cố định là đáp án D. Còn ba đáp án trên là không đảo bình thường. Áp dụng cho một trường hợp khác nữa, ví dụ như cái đáp án này nó không phải là ba, cùng nó chỉ có hai thôi. Ví dụ như là hai là hàng đầu, đáp án B là đúng họ, đáp án C là cả A và B là đúng và đáp án D là cả A và B đều sai, như vậy. Thì chúng ta sẽ phải cố định hai đáp án. Chúng ta sẽ cố định hai đáp án. Được chưa? Trường hợp này là cả ba, chúng ta phải cố định một đáp án thôi. Còn trường hợp cứ cả hai, cả A và B đều đúng, cả A và B đều sai thì chúng ta cố định hai đáp án đấy. Còn là cố định đáp án A và đáp án B. Để cho làm sao mà thầy cô có tính là để làm sao mà khi nó đảo lên thì kết quả chúng ta là không bị sai đi. Đáp án đúng đây thì chúng ta bấm cái chấm tròn ở phía trước. Sau khi mà mình nhập xong mà chỉnh sửa xong rồi á thì hoàn thành đây. Và tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ thêm các câu hỏi khác. Thầy cô nào muốn copy paste nội dung ở đâu ấy, thì thầy cô cắt đơn C rồi cắt đơn V với em. Dạ, muốn copy paste nội dung. Còn thầy cô nào mà có cái file Word sẵn thì lát sẽ giúp thầy cô sửa cái file Word đấy thì cập nhật luôn cái file Word khỏi copy paste. Còn sau khi nhập câu hỏi vào rồi á thì thầy cô muốn xem lại câu hỏi mình đã nhập thì ở đâu thì mình vào cho em vào menu sửa câu hỏi và sửa câu hỏi ở ngay bên trên. Chúng ta lựa chọn đến cái chuyên đề tam nông mà em vừa mới tạo đấy. Ở máy thầy cô thêm vào đâu thì cô nhớ cho em. Thì chúng ta sẽ có cái câu hỏi hiển thị ở đây. Thầy cô bấm vào và có nội dung hiển thị bên dưới và đáp án nào đúng nó sẽ có cái màu đỏ như thế này. Đáp án nào không được trộn thì nó sẽ có cái nốt là không được trộn ở đuôi. Thì khi mà xuất cái đề thi ra thì nó sẽ không cái chỗ không được trộn này nó sẽ không hiện ra đâu. Nên chúng ta cứ yên tâm. Còn về màu sắc thì khi xuất đề ra nó thành màu đen hết. Thì cô không phải lo về cái nhìn đề ra nó nhìn màu như thế nào. Ở đây chỉ hiển thị như này thì cô chúng ta dễ theo dõi thôi. Còn xuất đề ra thì đảm bảo tất cả màu đen hết. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cập nhật từng câu giúp em. Quay trở lại cập nhật từng câu giúp em. Vừa rồi là chúng ta đã thêm một cái câu trắc nghiệm đơn, một câu hay dùng nhất. Tiếp theo chúng ta đến một dạng câu hay dùng nữa là câu tự luận đơn. Thầy cô lựa chọn dạng câu đơn và lựa chọn cho em dạng câu tự luận. Mỗi một dạng câu thì có một cái form tương ứng. Ở dạng câu tự luận đơn này thì khá đơn giản, chỉ yêu cầu một đáp án thôi và chúng ta nhập vào. Ví dụ ở đây là câu tự luận đơn là tìm hết chẳng hạn. Và ở dưới chúng ta nhập nội dung vào. Ví dụ 2x cộng 1 bằng 2 cộng 2 đi bằng 0. Thì ở phía dưới phần nội dung trả lời chúng ta sẽ có x bằng 1. Đây là một câu tự luận đơn. Một câu tự luận đơn giản chúng ta chỉ muốn yêu cầu một cái phần đáp án thôi. Đúng không? Ví dụ đề tập làm văn thì chúng ta cũng nhập ở phần trên là yêu cầu đề tập làm văn ở dưới thì chúng ta nhập một dấu chấm thôi. Sau khi làm xong chúng ta cũng bấm hoàn thành. Thì cái dạng trắc nghiệm cái dạng tự luận đơn thì nó quá dễ, nó không có gì để bàn nhiều. Thì em sẽ hướng dẫn mình cái dạng phức tạp hơn một chút. Đó là dạng câu tự luận trùm. Và dạng câu này thì các trường cơ sở chúng ta cũng sẽ rất là hay dùng. Một ví dụ
thì ở đây thầy cô lựa chọn cho em đó là dạng câu từ luôn và ta lựa chọn câu trùng cho em. Câu trùng tức là chúng ta sẽ có một yêu cầu chung cho một nhóm các yêu cầu nhóm các câu hỏi nhỏ. Ví dụ như là em hãy đọc thẳng văn và trả lời các câu sau. Sau ở phía dưới mình có thấy đủ bản đỏ và đủ cái hướng dẫn là các văn bên trên. Đấy là một lần câu chủ. Đúng không? Hoặc là một cái câu như thế này. Cho quãng đường đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian chẳng hạn. Xong ở dưới chúng ta có bài ý ABCD. Chúng ta đến quãng đường đi bằng xe nó sẽ tiến. Đây sẽ là thử tiếp vào cái dạng câu hỏi đó luôn. Chúng ta lựa chọn cho em dạng câu từ luận, dạng câu chung. Chúng ta nhập. Thì trong này chúng ta sẽ nhập trước tiên là phần yêu cầu chung. Ví dụ như là một người đi bằng ô tô từ Hà Nội đến Phú Thọ. Hết 2,5 giờ đồng hồ. Bỏ qua các tập ngoại cảnh. Như em thấy. Dạ, yêu cầu chung là như thế. Chẳng hạn, ở đây cái câu này em muốn làm một câu hỏi có 3 ý là ABCD. Ở đây bằng tên nó tạo cho chúng ta có 2 ý rồi. Chúng ta có thể bấm một dấu cộng để thêm thành 3 ý. Hoặc bấm một dấu trừ để bớt ý đi. Được chưa? Chúng ta xác định số ý và chúng ta sẽ tiến hành nhập nội dung cho các ý bằng cách là chúng ta lựa chọn câu hỏi ở đây. Câu hỏi 1, 2, 3 tức là tương đương với 3 ý. Chúng ta chọn câu hỏi 1. Ở cái đề này thì khi em xuất ra em muốn là các cái thứ tự ABCD này nó phải chuẩn. Nó không đảo thì em tắt cái lượt trộn này đi. Tắt lượt trộn đi. Và ý này là một ý đơn giản thì em sẽ để cái ý này ở mức độ nhận biết. Để ý này mức độ nhận biết và chúng ta nhập nội dung câu hỏi vào. Biết vận tốc ô tô là 80 60 trên giờ tính quãng đường. Được. Và ở dưới chúng ta sẽ nhập cái đáp án vào. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có S bằng VT và bằng 60 nhân với 2,5 và ở đây chúng ta sẽ có 120-150 km đúng không? Ví dụ như thế. Thì đây là ý 1 của cái câu hỏi này. Chúng ta nhập cái nội dung yêu cầu chung, nhập nội dung câu hỏi và nội dung câu trả lời vào. Và nếu chúng ta muốn xuất cái đề thi này ra mà tất cả các ý nó vẫn đúng thứ tự thì chúng ta bỏ cái dấu tích trong ô được trộn đi. Bỏ dấu tích trong ô được trộn đi. Đã. Tiếp theo chúng ta lựa chọn sang ý 2. Chúng ta lựa chọn câu hỏi 2. Thầy cô lưu ý là chúng ta nhập xong tất cả các câu con chúng ta bấm hoàn thành một thể. Thì chúng ta không bấm nút nhập xong một câu chúng ta bấm hoàn thành luôn thì không được. Yeah. Câu 2. Câu này có một chút chúng ta để nó là mức độ thông hiểu. Chẳng hạn như là nếu người này đi bộ từ Phú Thọ về Hà Nội thì mất bao lâu? Biết về đi bộ 5 km/h. Yeah. Thì ở dưới chúng ta cũng sẽ có cái phần nội dung câu trả lời là T bằng S chia V bằng ở đây là chúng ta có 150 đúng không? Kết quả của một người của chúng ta và chia cho 5 km/h bằng 30 giờ đúng không ạ? Hơn thì đó là chúng ta đã làm xong ý 1 và ý 2, chúng ta cũng tắt trộn này đi. Và chúng ta sang đến ý ba ta tổ tiếp. Ý ba này khó hơn thì chúng ta có thể lấy mức độ vận dụng cao đúng không? Thì bây giờ nếu người này đi xe máy
từ Hà Nội về Phú Thọ thì mất bao lâu? Biết về xe máy bằng 40 km/h, về gió thì bằng 10 km/h, và thời gian nghỉ là 1 giờ. À, như vậy tức là câu này khó nhất, mang tính chất là lỏng học sinh, thì chúng ta có thể lựa chọn ở mức độ phân cụ cao. Tức là đây sẽ là một câu mà nó không chia câu này ra một cái mức độ cụ thể nào, mà mỗi một ý nhỏ ở trong cái câu này nó lại thuộc về một cái mức độ nhân viên kiến thức khác nhau. Đúng không? Thì chúng ta phải lựa chọn cái mức độ cho từng cái ý nhỏ trong cái câu đó. Và ở phía dưới thì chúng ta tiếp tục chúng ta nhập đáp án vào, ví dụ như là thời gian t xuôi gió thì bằng bao nhiêu đấy và t ngược gió thì bằng bao nhiêu đấy. Ta nhập cái hướng dẫn trả lời của cái câu này vào. Thì đây là cái câu tự luận và nó phức tạp hơn một chút, tức là nó có nhiều ý trong câu tự luận này. Còn câu tự luận chung thì ví dụ chúng ta có câu tìm ích, xong ở dưới chúng ta có A là biểu thức, B là biểu thức, C là biểu thức và D là biểu thức. Nó cũng là một dạng câu tự luận chung và chúng ta cũng có thể làm được cái dạng này. Và đối với cái dạng câu tự luận kiểu tìm ích như thế thì các cái ý nó không liên quan đến nhau, thì hoàn toàn chúng ta có thể để cái chỗ được trộn. Thì khi trộn đề ra thì các cái ý lên sẽ đảo lên vị trí lên. Còn riêng cái dạng như em vừa rất thích vô, cái dạng này nó buộc thì khi trộn đề ra chúng ta chỉ bày ra những tự ý, và khi làm ý A thì sau đó mới có cái kết quả để chúng ta làm trên ý B và ý C, đúng không? Và sau khi làm xong á thì chúng ta bấm hoàn thành. Thì nếu chúng ta muốn xem lại câu hỏi thì riêng đối với cái dạng câu trùng có nhiều mức độ ấy, thì thầy cô sẽ phải lựa chọn vào dạng câu trùng, và ở trong cái mục mức độ này ấy, thầy cô phải lựa chọn cho em một mục đa mức độ, tức là các câu mà nó có nhiều hơn một mức độ ấy, thầy cô sẽ phải lựa chọn vào cái mục đa mức độ. Thì thầy cô sẽ có thấy cái câu hỏi đó, tức là riêng các câu mà có nhiều mức độ nhận biết thì nó sẽ có một đa mức độ. Vâng. Còn đối với các cái dạng khác thì mình sẽ vào mức độ riêng của nó để mình tìm. Trong này thì cô có thể là sửa lại nội dung của các câu hỏi này bằng việc là chúng ta có thể lựa chọn cái câu hỏi đó và thầy cô lựa chọn và sửa, thì nó sẽ lót lên nội dung của cái phần soạn thảo của chúng ta để chỉnh đúng chính lại nội dung của câu hỏi. Thì thầy cô đối với sửa câu hỏi á, đối với sửa câu hỏi thì thầy cô lớn nhất là thầy cô chỉ có thể sửa được cái chuyên đề của câu hỏi thôi, tức là chúng ta chuyển chuyên đề khác thôi, còn chúng ta sẽ không chuyển sang môn khác, không chuyển sang môn khác, được chưa? Thầy cô lưu ý chúng ta không cập nhật nhầm vào môn môn học khác, đúng không? Chúng ta về môn học khác phải xóa đi cập nhật lại. Thì vừa rồi là cái dạng câu khó nhất trong phần mềm này, đó là dạng câu tự luận chủ, tuy nhiên là khó nhất trong phần mềm thôi, chứ nó rất là dễ sáng. Và với ba cái dạng câu này thì thầy cô có thể làm hầu như tất cả các đề thi bây giờ thầy cô cũng làm. Còn riêng môn tiếng Anh thì nó có nhiều hơn các dạng câu đó, các dạng câu hiểu biết và các câu quạch chân đấy, thì thầy cô có thể là chủ động chúng ta tìm hiểu ở nhà. Nếu có cái vấn đề phức tạp trong cái dạng câu đấy thì thầy cô có thể liên hệ với bên em sẽ hỗ trợ cho mình cái dạng câu này. Và ngoài tính năng cập nhật từng câu này á, ngoài tính năng cập nhật từng câu này á, thì bên em còn có một tính năng nữa là cập nhật từ file. Tức là như thầy cô thấy một cái file word câu hỏi á, thì chúng ta có thể cập nhật một loạt những câu hỏi trong cái file word đó vào trong phần mềm luôn. Qua cái tính năng mà cập nhật từ file á, về cái thao tác của tính năng cập nhật từ file này thì nó cũng rất là đơn giản. Tuy nhiên là bây giờ sẽ dành thời gian em hướng dẫn thầy cô một chút về cái mẫu file đó. Thì thầy cô tạm quan phần mềm, thầy cô mở cho em cái bộ đĩa của mình lên. Thầy cô mở cho em cái bộ đĩa của mình lên. Mở bộ đĩa lên. Thầy cô tìm đến cho em thư mục file mẫu cập nhật và trộn đề thi. Thư mục file mẫu cập nhật và trộn đề thi.
trong này có 3 cái thư mục. Thư mục thứ nhất là file đề mẫu để cập nhật và trộn đề thành file. Và chính là chứa cái file Word đấy. Thư mục thứ hai là file cập nhật chuyên đề môn học. Tức là ngoài cái việc mà chúng ta cập nhật thủ công từ chuyên đề về chuyên đề 1 lúc nãy, thì chúng ta có thể cập nhật cái chuyên đề từ một cái file Excel. Từ cái file Excel chúng ta để một loạt cái chuyên đề, chúng ta cập nhật một loạt. Thì chúng ta tìm hiểu chúng ta cập nhật chuyên đề từ file này. File cập nhật cái sách người dùng là để dùng trong cái phần online. Đó, thầy cô có thể cập nhật tài khoản cho tất cả giáo viên trong trường mình tìm cho cái Excel trong sách. Chúng ta không phải ngồi chúng ta tạo từng người một. Ở đây thì chúng ta sẽ làm với cái file đề mẫu và cập nhật từ file trước. Chúng ta phải lên cùng người lên. Chúng ta mở cái thư mục file đề mẫu và cập nhật từ file trước. Trong này thầy cô có thể tìm cho em cái file tên là đề, các loại cô đơn tổng hợp. Tâm mở lên. Đây. Thì đây sẽ là một cái mẫu file Word thì chúng ta sẽ dùng để cập nhật cho phần này. Tất cả các cái mẫu mà chúng ta dùng để cập nhật hoặc trộn thì chúng ta đều dùng cái mẫu thống nhất. Tức là cùng cái file này ấy, chúng ta có thể dùng trộn trực tiếp như lúc em làm trộn, hoặc là chúng ta dùng cập nhật cho phần mềm. Thì vì nó, em sẽ gọi nó là file gốc. Và vì nó là file gốc nên chúng ta sẽ không cần quan tâm những yếu tố sau. Chúng ta không cần quan tâm xem nó là câu bao nhiêu, bởi vì khi trộn đề nó đảo với vị trí hết lên mà, đúng không ạ? Chúng ta không cần quan tâm nó là đề gì, bởi vì khi trộn đề chúng ta sẽ nhập cái đó. File này sẽ chỉ chứa câu hỏi. Nếu có các phần kia thì cô xóa hết cho em, bởi vì nếu chúng ta để các phần đó vào, phần mềm sẽ không nhận được đúng cái mẫu file. Tức là trước đây thì cô có các cái file đề ấy, thì thầy cô có tên đề thi để kiểm tra 15 phút để kiểm tra một tiết gì đó, thời gian bao nhiêu, rồi thì các cái thời gian làm bài gì đó mình xóa hết cho em, mình chỉ để lại câu hỏi thôi. Tiếp theo thì mình soạn thảo cấu trúc như sau. Đây là cấu trúc của một câu trắc nghiệm đơn, hình đơn. Một câu hỏi trắc nghiệm đơn nó sẽ bắt đầu bằng cái cú pháp lệnh màu hồng nhọn, đóng hồng nhọn, và trong đó là mức độ của câu hỏi. Ví dụ câu này là câu thuộc mức độ nhận biết thì nó sẽ là màu hồng nhọn NB, đóng hồng nhọn, và tiếp theo chúng ta nhập cái nội dung câu hỏi. Phần nội dung câu hỏi này chẳng hạn như lúc nhận nhập là tam nông thuộc đỉnh nào ấy, thì bây giờ chúng ta nhập cái tam nông thuộc đỉnh nào vào đây. Hay em sửa luôn này theo cái câu hỏi đấy, thầy cô dễ hiểu này. Đây ạ. Đó, thì ở dưới, mỗi một đáp án sẽ bắt đầu ghi từ đô la, ví dụ. Đây là cái ví dụ câu hỏi lúc trước. Thì cái phần nội dung câu hỏi chúng ta nhập sẽ là NB, là câu hỏi nhận biết. Không hiểu thì các thầy cô sẽ để màu nhọn TH, vận dụng là VD, và vận dụng cao là VDC. Sau đó chúng ta nhập nội dung câu hỏi vào, ví dụ là huyện Tam Nông của tỉnh nào. Phía dưới chúng ta nhập là màu nhọn đô la, màu nhọn Hà Nội. Số dòng màu nhọn đô la, màu nhọn Phú Thọ. Chúng ta mở ra đô la, có một đoạn cung cúc, và cuối cùng mở ra đô la, cả ba đoạn trên đều sai. Thì riêng với cái dạng câu mà cả ba đoạn trên đều sai như nói cũng là phải khóa trộn, thì chúng ta sẽ dùng cái tổ hợp ra mở một đoạn A còng, mở một đoạn này để khóa trộn. Tức là riêng với cái đoạn này không trộn, đúng không? Chúng ta cho thêm cái mở một đoạn A còng cho em. Đáp án là đúng thì chúng ta bôi màu đỏ cho em. Được
Dạng tiếp theo là dạng câu từ luận. Thì câu từ luận thì chúng ta cũng làm thế. Chẳng hạn ở đây bỏ bằng nhọn, TH bằng bằng nhọn. Nội dung câu từ luận. Tức là câu này sẽ thuộc mức độ không hiểu. Không hiểu. Và ở phía dưới chúng ta sẽ phân mục đô la đáp án câu từ luận. Thì đối với câu từ luận thì chúng ta không cần phải bôi màu gì cả. Cứ có một đô la thôi thì sẽ nhận là câu từ luận. Để là trong khi lúc phân tích. Dạ, quên ở phòng thi lại xong lại thích lại. Thầy cô có từ chưa có kiểm bóng không? Không phải nhầm đâu ạ, lát hướng dẫn mình cách kiểm tra. Cái không thể nhầm. TH là không hiểu, câu không hiểu. Còn bất kể dạng câu gì sẽ bắt đầu cái cụ bỏ nhỏ thôi. Bây giờ quay trở về với phần mềm. Em hướng dẫn cái cấu trúc đó không phải là bắt thầy cô ngồi gõ cái cấu trúc gì đâu, mà chúng ta sẽ ứng dụng vào các cái file đề mà thầy cô có sẵn. Ví dụ như là em mở cái đề lúc nãy em đã sửa lại đây. Ví dụ như là thầy cô có một cái đề như thế này, đúng không ạ? Ví dụ thầy cô có một cái đề có sẵn như thế này, và bây giờ thầy cô muốn sửa để cập nhật trong phần mềm. Thì trước tiên công việc đầu tiên là đó là chúng ta xóa hết cái dấu riêng liên quan đi, chúng ta chỉ để lại câu hỏi thôi. Đó, xóa hết cái phần không liên quan đi, chỉ để lại câu hỏi thôi. Được. Cái này sẽ là phần khó này, tốt nhất là chúng ta ghi lại cho em. Được. Bây giờ sau khi xóa hết phần dấu riêng rồi, chúng ta sẽ dùng các tổ hợp lệnh tìm kiếm thay thế ở trong Word để mà chúng ta sửa nhanh cái file này. Chứ bây giờ bắt thầy cô mà ngồi bôi đen cái chữ bảng câu 1 xong rồi mình lại gõ cái bảng nhọn thăng rồi sửa từ cái ABCD này thành đô la thì hết ngày. Còn lâu hơn làm từng câu, đúng không? Có một cái file xóa hết rồi, đúng không? Bây giờ để mà thay thế nhanh, chúng ta trong Word ấy, chúng ta tìm lệnh cho em, đó là lệnh Ctrl H. Hoặc là chúng ta tìm ở trong giao diện phần mềm, chúng ta tìm lệnh pin and replace. Hoặc là bấm vào F1 pin này cũng được. Thấy chưa? Chẳng hạn đây, mở lệnh Ctrl H lên sẽ lên cái giao diện pin and replace này. Thì bây giờ chúng ta bấm vào cái phần mo này để mở rộng nó ra để thực hiện tìm kiếm nâng cao. Trước tiên là chúng ta sẽ xử lý cái câu đã. Bây giờ là chúng ta có từ câu 1 đến câu 50, đúng không? Chúng ta sẽ tìm cho em trước tiên là A chấm cách. Tức là chúng ta tìm ký tự là A. Ở phía dưới thì cô bấm cho em vào cái mask key này này. Chúng ta ghi lại trong cái mask key này là tìm chính xác là chữ hoa, chữ A hoa. Để tránh trường hợp mà lát chúng ta thay thế thì kể cả chữ A thường chấm, tức là chữ A cuối câu ấy, cuối từ ấy. Chúng ta có rất nhiều các từ mà kết thúc bằng A chấm, đúng không ạ? Để tránh thay thế các từ đó nữa, chúng ta bấm vào cái mask key này. Hoặc mà để cho nó chắc chắn ấy, thì chúng ta bấm sang cái mục pin này trước này. Mọi người kiểm tra chắc chắn chúng ta bấm mục pin này trước này, chúng ta để A hoa đấy nhá. Được chưa? Sau đó bấm vào mask key này. Sau đó thầy cô có cái nút là reading highlight này, thầy cô bấm vào highlight ô. Thì nó sẽ đưa ra cái thông báo đó là tìm được 50 kết quả. Tìm được 50 kết quả. Và cái câu nào có cái chữ A nó tìm được ấy, nó sẽ bôi vàng như thế này. Và thầy cô có thể tua từ trên xuống dưới để xem có trường hợp chữ A nào bất thường không phải đáp án mà nó được bôi vàng hay không. Để chúng ta lưu ý, lát mà thay vào nó có vấn đề chúng ta sửa lại. Được chưa? Chẳng hạn như là cái câu này của em, cái đề này có 50 câu và em tìm được 50 chữ A chấm cách là thấy hợp lý rồi, đúng không? Và chúng ta tua xuống dưới, chúng ta thấy là tất cả các chữ A được bôi vàng này đều là đáp án. Như vậy là chuẩn. Thì chúng ta bấm lại mục replace, chúng ta thay thế. Ở trong ô replace chúng ta nhập cho em là bằng nhọn đô la đóng bằng nhọn vào. Và chúng ta bấm replace ô. Như vậy là nó thay thế toàn bộ cái cụm A
chấm đấy bằng cái từ đô la. Và tương tự như vậy, chúng ta là với B. C. Và tìm kiếm thay thế. Được. Như vậy là chúng ta đã thay hết toàn bộ ABCD thành cái từ đô la rồi. Được. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xử lý phần cái đầu câu. Xử lý phần đầu câu, tức là chúng ta muốn thay câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 này thành cái từ mà ông nhọn nhận biết ông nhọn. Đúng không? Thì thầy cô có thể nhập ở bên trên. Thầy cô bấm cho em tiếp vào một cái ô ở bên dưới, đó là cái từ square cả. Từ square cả tức là hỗ trợ tỉ lệ. Và ở trên ô tìm kiếm ấy, trong ô fieldwork chúng ta gõ cho em chữ câu cách ra đúng như thứ tự của mình đúng không? Bằng một khuôn đóng một khuôn một gạch ngang và 50 câu đúng không? 50 tức là tìm từ câu 1 đến câu 50 và chúng ta bỏ thay bằng nhận biết từ thứ này. Yeah. Và chúng ta có thể chọn replace all. Thì toàn bộ từ câu 1 đến câu 50 đã đều thay bằng cái cụm ký tự nhận biết. Và chúng ta chỉ việc giả soát lại một chút xem là những cái phần nào mà không thể thấy được hết những cái câu này thì chúng ta có thể thay lại, bởi vì những câu này nó soạn không đúng cái cấu trúc cái chữ câu mà chúng ta tìm ấy. Chúng ta phải thay lại. Tức là nó sẽ giúp đỡ thầy cô thay rất là nhiều và rất là nhanh tất cả các cái câu này. Và chúng ta còn một cái việc cuối cùng nữa là sửa lại các cái phần mà chưa chính xác và bôi đỏ làm đúng thôi. Nếu mà cái file của thầy cô giáo mà nhiều thì cô tải trên mạng các cái file này về ấy, nó là bôi đỏ sẵn rồi, không phải bôi nữa. Còn nếu như thầy cô mà file của chúng ta cũng giống cái file của em tất cả là màu đen hết thì giờ chúng ta phải làm cái phần đó là bôi đỏ làm đúng. Tức là chúng ta chỉ việc dùng một vài cái lệnh thôi là chúng ta thay được. Ở đây là 50 câu hỏi. Tuy nhiên là 500 câu hỏi chúng ta chỉ dùng từ đó lại thôi. Và sau khi mà thầy cô đã làm xong cái file này á, thầy cô làm xong cái file này, tức là thầy cô có một cái file như cái file mẫu của bên em. Đây, bởi vì chúng ta còn thiếu một cái bước bôi đỏ nữa. Chúng ta thêm một bước bôi đỏ nữa như thế này. Thì sau khi mà chúng ta có cái file chuẩn như thế này rồi ấy, thì bây giờ chúng ta chỉ việc là một là chúng ta cập nhật cho phần mềm, hai là chúng ta trộn trực tiếp từ cái file này được. Được file này. Thì trước tiên là trước khi cập nhật lại sẽ hướng dẫn thầy cô là chúng ta kiểm soát lại cái nội dung của câu hỏi này đã. Tức là lỡ nó chẳng may nhập một cái thôi là cũng sẽ bị sai đúng không ạ? Thường thì thầy cô nếu mà chúng ta dùng lệnh tìm kiếm thay thế thì sẽ không bị tính cái lỗi này là lỗi đầu tiên hay gặp này. Tức là trong quá trình soạn mà thầy cô soạn tay cái đô la này ấy, thầy cô chúng ta chỉ việc một lỗi phổ thông chúng ta chỉ dùng cách ở trong một cái đáp án thôi. Chẳng hạn trường hợp này, chẳng hạn đây thì riêng cái đáp án B này chẳng hạn là thầy cô lỡ tay chúng ta không thể dùng cách mà thôi, thì cái câu này mà khi mà cập nhật trong phần mềm ấy thì nó vẫn sẽ nhận được bình thường, câu này vẫn nhận bình thường, vẫn chuẩn, vẫn đúng cấu trúc. Nhưng mà đúng cấu trúc theo cái kiểu nào? Khi cập nhật trong phần mềm nó sẽ nhận đây là đáp án A này. Tức là đáp án bình thường ấy thì là đáp án MCA5P2 và PCL5 ấy, thì nó là hai đáp án riêng biệt. Thì ở đây vì là chúng ta nhập một cái dấu cách, vào giữa đô la đấy, nên nó không đúng là một đáp án, nó sẽ không nhận được đây là một đáp án mà nó tính vào nội dung của câu bên trên, đúng không? Nó sẽ tính vào nội dung của câu bên trên. Nên vì vậy nếu chúng ta nhập như thế này á thì phần mềm vẫn nhận bình thường, không có gì cả. Thì để mà tránh các trường hợp như này khi cập nhật câu hỏi vào chúng ta phải rà soát lại một lần nữa cái nội dung câu hỏi đấy. Đây ạ, ví dụ ở đây trên phần mềm đúng không ạ, chúng ta vào cập nhật từ file. Từ file
chúng ta lựa chọn môn học và chuyên đề chúng ta cần cập nhật. Sau đó thầy cô bấm vào cái mở file. Bấm vào cái mở file này và thầy cô tìm đến cái file dữ liệu của mình. Thì trước tiên là chúng ta sẽ nhìn như sau. Sau khi cập nhật vào ấy, nếu mà phần mềm nó phát hiện ra cái câu nào mà cái đề thi thầy cô giáo mà chưa đúng cú pháp, chưa đúng cú pháp chẳng hạn, thì nó sẽ có thông báo là có câu mà chưa đúng định dạng, bạn muốn tiếp tục hay không. Thì chúng ta cứ bấm muốn đi, thì nó sẽ loát lại danh sách tất cả câu hỏi trong này. Chúng ta tua dùng người chúng ta xem là nó nhận được bao nhiêu câu đã. Trang mạng ở đây nhận 50 câu là đúng rồi, là chuẩn rồi. Trước tiên là về số lượng câu là đây nhận đúng 50 câu là chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sang cái việc mà nó nhận chính xác nội dung các câu hỏi hay không. Chẳng hạn như cái câu lúc đấy em đã sửa ấy. Đây, riêng câu này. Câu này thì nhận thành có 3 đáp án thôi. Bởi vì là chỗ này chúng ta nhập dấu cách vào đây, dấu cách vào cái chữ đô la này. Vì vậy nó sẽ nhận đây là một đáp án. Bởi vì là nó vẫn sẽ là một cái ký tự trong mất vì nội dung câu hỏi chúng ta có thể nhập cái môn tin, chúng ta nhập thăng chứ bình thường. Đúng không? Nên vì vậy chúng ta không thể loại bỏ cái tự ký được. Như vậy đây câu này sẽ thành sai. Vì vậy nên trước khi mà thầy cô bấm một cái nút quan trọng là nút lưu này, thì chúng ta làm cho một thao tác đó là mình bấm vào các câu hỏi để mình xem nó nhận chính xác hay chưa. Nó cũng đơn giản thôi. Bấm vào. Câu nào nhận đúng nó sẽ có đủ 4 đáp án ABCD và đáp án đúng nó sẽ bôi màu đỏ. Đúng không? Chúng ta xem trước một lượt xem là cái file này nó chuẩn hay chưa. Nếu mà chuẩn rồi thì chúng ta bấm lưu. Chúng ta xem. Còn một lỗi phổ thông nữa mà thầy cô hay gặp trong cái file Word nữa. Đây ạ. Chẳng hạn như ở đây là đúng không? Chuẩn hay chuẩn rồi. Tuy nhiên ạ, sau khi soạn thảo xong mà trong quá trình mà chúng ta bôi đen để cho nó còn đúng ấy, tức là chúng ta bôi đỏ đáp án ấy, thầy cô bôi đen chẳng hạn như thế này và chúng ta chọn màu đỏ và mình chọn màu đỏ. Còn chẳng hạn như thế này, ở đầu câu thầy cô có một cái dấu cách thôi như thế này thôi và chúng ta bôi đen và chọn màu đỏ như thế này. Về nhìn qua cái câu hỏi này thì đúng là không có gì đặc biệt, đúng không? Câu hỏi này vẫn rất đúng nếu chúng ta nhìn thế này. Nhưng cái câu hỏi này mà khi mà cập nhật vào trong phần mềm ấy, nó sẽ bị nhận thành câu hỏi có hai đáp án đúng. Bởi vì sao? Bởi vì như thế này. Phần mềm nó sẽ nhận từ cái ký tự đô la phía trước cho đến ký tự đô la phía sau là một đáp án. Đúng không ạ? Thì ở đây thầy cô có một cái dấu cách ở đây này. Đấy. Và khi mà thầy cô bôi đỏ đáp án đúng không? Mình cứ bôi cả dòng này, mình chọn đỏ, mình biết đâu được, đúng không? Nhưng thực chất là có một cái dấu cách. Có một dấu cách này, nó đã được bôi màu đỏ. Và cái dấu cách này nó thuộc về cái đáp án trên trên. Vì vậy nên khi mà cập nhật cho phần mềm ấy, nó sẽ nhận đáp án này và đáp án này là hai đáp án đúng của cái câu hỏi này. Nhưng thực tế là ý định của người soạn là chỉ có một đáp án đúng thôi, đúng không? Vì vậy, để mà kiểm tra được cái này á, thầy cô có thể dùng lệnh Ctrl hoặc nhấn sao, hoặc là thầy cô bấm vào ký tự hình chữ P ngược này. Đấy. Thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các ký tự ẩn trong phần mềm. Ví dụ đây là dấu cách. Đấy, dấu cách màu đỏ đây. Giờ đây là các dấu cách này, đây là dấu Enter này. Tất cả các ký tự ẩn trong Word. Và thầy cô có thể là bôi đen cái phần này để cô chỉnh lại về thành màu automatic giúp em. Hoặc là một số trường hợp á, thầy cô tải cái file Word câu hỏi từ trên mạng về và cái định dạng của người ta soạn cái câu hỏi đấy, người ta soạn màu nó không phải là màu đen đâu, nó là màu xám xám hoặc gì đấy. Thì về cơ bản trong cái thuật toán phần này ấy, nó sẽ nhận tất cả những màu gì khác màu đen là đúng. Ở đây em nói mình bôi đỏ là đúng thì chắc là để cho thầy cô mình dễ hình dung và mình dễ quan niệm với nhau thôi. Còn thực tế bất kể thầy cô bôi màu gì cũng được, nó vẫn nhận ra là đúng hết. Tránh cái màu đen ra thôi. Thầy cô bôi màu xám nó vẫn nhận ra đúng bình thường. Như vậy trường hợp một số trường hợp thầy cô tải cái file trên mạng về thì mình không biết người ta soạn thảo định dạng kiểu gì. Thì có thể là người ta bôi màu xám thôi, lát sau thầy cô vào cập nhật, tôi mới nhận đúng của nó là đúng luôn. Được. Thì đối với cái trường hợp mà thầy cô, cái để nguyên như lỗi như này nhé, lưu vào.
kia làm lại. Câu này mình nhận thấy là đúng không? Tức là chúng ta khi mà trong quá trình chúng ta lọc các câu hỏi, chúng ta xem không một lượt, chúng ta thấy là câu này nó bị bôi đỏ C và D này. Tức là câu này mình nhận thấy hay là đúng, thì chúng ta sẽ phải ra chúng ta kiểm tra lại cái file nguồn cái câu hỏi của mình, xem ở chỗ đó nó phát sinh vấn đề ở đâu. Thì nếu như trường hợp mà thầy cô thấy rằng là ra cái câu hỏi này vẫn thấy bôi chuẩn đây, không có vấn đề gì cả, vẫn thấy nó bôi chuẩn đây không có vấn đề gì cả, thì thầy cô sẽ làm như sau. Nếu mà thầy cô thấy là cô vẫn bôi màu đen và tại sao nó nhận được là đúng á, thì cô thầy cô bôi tất cả các phần nào mà không phải đáp án, bôi tất cả các phần không phải đáp án ra, và thầy cô chọn vào cái chữ A này, chúng ta chọn thêm cái màu automatic là cái màu đen mặc định nhé. Thì sau đó chúng ta vào phần mềm mà chúng ta có thể vào nó sẽ nhận được đáp án bình thường. Thì thường trước đây thì khi tập huấn thì cô cũng hay tập huấn cái này để mất thời gian, tuy nhiên các cái này thầy cô hay gặp phải, và nếu mà thầy cô không biết kiểm tra kỹ đến khi mà ra đề rồi ấy, thì lúc đấy muốn sửa cũng không kịp. Thế nên dù mất thời gian em có thể hướng dẫn mình cái này để làm sao mà công tác khảo thí nó rất quan trọng và nó đòi hỏi chính xác, đúng không? Thì chúng ta chú ý xem cái này. Và sau khi mà mình đã cập nhật là mình đã sửa xong cái file câu hỏi rồi á, thì bây giờ chọn mở file này, chọn những cái file dữ liệu đấy. Ở đây thì cô có thể làm thử việc chọn các cái file mẫu của bên em. Sau khi lựa chọn xong cái file và như này rồi ạ, thầy cô chỉ việc bấm lưu và phần mềm nó tự động đẩy 50 câu hỏi cho thầy cô. Thầy cô sẽ không cần phải copy paste từ câu hỏi một vào trong cái chỗ mà câu nữa. Như vậy là chúng ta có 50 câu hỏi trong cái chuyên đề làm nông. Đây ạ, chuyên đề làm nông. Thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần mà làm chúng ta chuẩn bị, đó là chúng ta xây dựng ngân hàng này theo hai cách. Một là mình xây dựng từ file Word, một là mình từ câu. Hai cách này thì mỗi một cách nó có cái điểm riêng. Cái từ câu thì nó khá đơn giản, ai cũng làm được cả, tuy nhiên là cơ sở cũng rất là một điểm từ câu từ câu một. Còn từ file Word ấy, thì dùng một vài cái lệnh thôi thì mình sẽ còn nếu mà mình nhớ thì ở nhà mình lên YouTube mình search cho em cách sửa câu hỏi là về mặt test, các cô có thể đăng video, cô có thể tìm về nhà theo những phần video nữa. Dạ, thì đó là về nhập câu hỏi. Tiếp theo là chúng ta cái phần tổng hợp kết quả của mình, đó là chúng ta sẽ ra để thi. Chúng ta sẽ ra để thi và chúng ta sẽ làm theo hai cách. Theo hai cách. Cách thứ nhất đó là làm đề từ file, và cách thứ hai đó là làm đề từ cơ sở dữ liệu. Đối với làm đề từ file, chúng ta sẽ hỗ trợ duy nhất một trường hợp, đó là trộm đề hoán vi. Tức là thầy cô sẽ trộm từ một số lượng câu hỏi nhất định ra một số đề nhất định. Chẳng hạn như thầy cô không phải mất câu hỏi có 50 câu, chúng ta trộm ra 5 đề đó. Và 5 cái đề đấy thì nội dung nó chỉ nằm trong 50 câu hỏi thôi. Số lượng câu hỏi là cố định, và số lượng đề thì cô nhập bao nhiêu dưới 60 đề là được. Đấy chưa? Đó là trộm hoán vi. Ngoài ra thì bên em còn hỗ trợ thầy cô trộm tổ hợp, và bắt buộc đối với trộm tổ hợp thì thầy cô sẽ phải dùng trộm từ cái ngân hàng đề.
tức là thầy cô, ví dụ thầy cô xây dựng một cái ma trận có 20 câu, sau đó thì thầy cô vào cái hàng về của thầy cô là 1.000 câu chẳng hạn, thầy cô bốc lên 60 câu hỏi, thì phần mềm nó sẽ trộn tự động từ 60 câu hỏi đấy ra thành các đề, và mỗi đề có 20 câu, 20 câu này chỉ gói gọn ở trong 60 câu thầy cô lựa chọn thôi, thì đó gọi là trộn đề tổ hợp. Thì giữa các đề có tỷ lệ giống với tỷ lệ khác nhau, vẫn đảm bảo được cái bao nhiêu câu nhận thức mà mình biết. Thì lát trong quá trình làm cái đề từ cơ sở dữ liệu đấy thành dân mình. Bây giờ mình sẽ làm đề thứ ba trước. Mình chọn cho em ra đề thi ạ. Ra đề thi. Và mình chọn làm đề thứ ba cho em. Ở đây thì cô đầu tiên mình lựa chọn cho em một khối lớp và môn học. Tiếp theo là mình lựa chọn đường dẫn đến cái file Word của mình. Thầy cô lựa chọn một file, ví dụ file sinh học trắc nghiệm cho em. Thì nó sẽ load lên tất cả các câu hỏi trong cái file Word đấy. Nếu mà file thầy cô đã lựa chọn đúng cấu trúc rồi. Ở đây nó có tùy chọn nâng cao nữa là sử dụng nhóm. Ví dụ như là ở trong đề thi của thầy cô giáo mà chúng ta có câu hỏi của nhiều môn học chẳng hạn. Tại vì ở thời gian gần đây có một số đơn vị cũng có hỏi là đối với trộn đề mà một cái đề thi của chúng ta tổng hợp dữ liệu từ nhiều môn. Đúng không? Trộn đề mà ban tự nhiên về xã hội với những gì đó, đúng không? Chúng ta có nhiều môn. Thì chúng ta có thể dùng tính năng tạo nhóm ở đây để chúng ta chia ra các nhóm câu hỏi. Thì nếu mà chúng ta không chia nhóm thì các cái đề thi đấy, tất cả câu hỏi sinh, câu hỏi toán, câu hỏi hóa nó trộn hết lên với nhau. Nó không đúng thứ tự các môn học. Thì thầy cô có thể dùng tính năng tạo nhóm ở đây, mình gom nhóm, nhóm toán riêng, nhóm sinh riêng, nhóm hóa riêng chẳng hạn. Thì khi trộn đề lên thì cứ như các câu nó cũng đảo lên, tuy nhiên nó chỉ đảo ở trong cái nhóm toán đấy, trong một nhóm sinh, trong nhóm hóa thôi. Đó là điểm chúng ta tạo nhóm. Yeah. Ở đây thì em sẽ lần đầu tiên sẽ làm là sẽ không tạo nhóm, em trộn trực tiếp từ cái đề 25 câu về 25 câu là tập vừa xin học hết. Ở đây chúng ta có thể bấm lại các câu này để xem lại nội dung của các câu hỏi thì nó chuẩn thì hay chưa. Còn cái file này mà thầy cô đã kiểm tra và cập nhật từ trước đó rồi thì thầy cô có thể là luôn không phải kiểm tra lại nữa. Tiếp theo là những cái câu hỏi nào mà chúng ta muốn dùng để ra đề chúng ta tích vào cho em. Chẳng hạn ở đây cái đề này có 25 câu mà em muốn dùng 20 câu thôi thì em có thể nhất là em cũng chọn bấm một câu ở trên cùng để cho nó tích hết tất cả các câu hỏi này. Đấy, tích hết là 5 câu và em có thể bỏ đi 5 câu và thôi, em cứ lấy cả 25 câu đi, bấm tất cả để lấy 25 câu này để ra đề. Sau đó bấm mũi tên đưa sang để lấy sang danh sách các câu sẽ ra đề. Đây sẽ lấy ra là 25 câu. Được. Sau khi mà thầy cô lấy xong các câu hỏi rồi á, mình chú ý nhá, mình tích chọn các câu hỏi ở bên trái này, xong mình bấm cái mũi tên để chuyển sang bên phải. Đúng rồi ạ. Nếu mà câu nào thầy cô không muốn dùng ấy, thì cô tích vào, thầy cô có mút chuyển lại thì nó sẽ trả về bên kia. Được. Sau khi lựa chọn xong thì cô bấm tiếp tục. Ở đây nó có đầu tiên có hai lựa chọn là thi trên giấy và thi trên máy. Thì ở khu vực mình mới hiện triển khai cái hệ thống Master Test online thôi. Vì vậy chúng ta chỉ được một lựa chọn thi trên giấy thôi. Còn thi trên máy là một cái dạng đề xuất ra dùng để thi những phần mềm thi phòng máy, thi trên phòng máy tính. Tiêu đề ở đây chúng ta cần nhập vào ví dụ kiểm tra học kỳ mà lần 1 chẳng hạn. Số lượng đề muốn trộn ra, chẳng hạn em trộn ra 4 đề. Thời gian làm bài là bao nhiêu phút, như em để 45 phút. Ở dưới thì chúng ta có hai mẫu là mẫu đề thi và mẫu đề kiểm tra. Và ở phần dưới cùng này chúng ta có cái phần hiển thị cái mẫu đề đấy để thầy cô xem được. Thì lưu ý giúp em đó là
thầy cô nào mà ở cái phần dưới cùng nó không hiển thị này là do trong máy thầy cô nó không có cái trình đọc PDF nào cả, thì thầy cô ra cài cái POSIX ở trong phần mềm cần bổ sung lên, thì thầy cô sẽ xem được cái mẫu đề ở đây. Cái phần mềm đó là phần mềm không cần đòi bản quyền, chúng ta cài đặt một lần và dùng đi viết. Thầy cô nào mà không nhìn được cái mẫu đề ở dưới này là tôi chưa cài cái trình đọc PDF trong máy nhé. Ngoài ra thì chúng ta có lựa chọn là thi trên đề, tức là xuất ra cái mẫu phiếu mà cho học sinh làm luôn ở trên cái đề đấy. Thay vì lúc nãy em xuất ra một cái mẫu đề riêng và cái phiếu tô riêng thì chúng ta có thể lựa chọn thi trên đề. Và thi trên đề thì nó có mấy mẫu gì đó, thầy cô có thể lựa chọn cho các cái mẫu này. Được chưa? Ở đây em sẽ lựa chọn đó là em để em chỉ trắc nghiệm thôi, thì em sẽ lựa chọn ra cái dạng mà đề riêng, phiếu tô riêng để cho học sinh làm quen luôn với cái kiểu mà tô trắc nghiệm. Trên ngày thi chúng ta có thể để ngày thi và chúng ta thiết lập những ngày theo ý mình, chẳng hạn để ngày thi là ngày hôm nay. Tiêu đề trên và tiêu đề dưới thì hai cái này thầy cô không bắt buộc phải nhập, chúng ta để trống không sao. Nhập thì chúng ta thì nhập ví dụ tiêu đề trên chúng ta để đây là đề chính thức, đúng không? Ở phía tiêu đề dưới chúng ta có thể tự giám thi, không thể thi gì thêm. Hoặc là cái môn hóa học chúng ta có cái phần mà cho trước cái phân tử khối và phân tử khối của các chất ấy, chúng ta có thể copy và dán vào đây vào cái tiêu đề dưới này. Số câu bắt đầu nó định là 1, tức là ở đây em trộn một cái đề này thôi, tức là em trộn riêng một cái đề để dùng thì em để số bắt đầu là 1. Còn nó có thể hỗ trợ những thầy cô trộn 3-4 cái đề của nhiều môn thì đó, chúng ta sau đó chúng ta ghép lại cái đề chung thì chúng ta sẽ trộn một cái đề thứ nhất là từ câu 1 câu 25, xong một cái đề thứ hai từ câu 26 đến câu 50 chẳng hạn. Chúng ta ghép hai cái đề hoặc một cái đề chung. Ngoài ra thì thầy cô có thể lựa chọn ghi điểm ở trên đề. Mặc định thì khi xuất ra có câu 1 xong với nội dung câu hỏi, đúng không? Còn nếu mà thầy cô lựa chọn ghi điểm ở trên đề thì lát nữa thì khi chúng ta nhập điểm câu hỏi vào thì khi xuất đề ra thì sẽ có câu 1 nó ngoặc mấy điểm gì đấy, nó ngoặc xong với nội dung câu hỏi, để cho học sinh có thể định lượng trước được nội dung của cái đề này, cái phần này thì chúng ta sẽ lựa chọn điểm trên đề. Thầy cô lưu ý cho em đó là đối với cái đề này, đề trắc nghiệm này là thường thường là các điểm là tương bình với nhau thì mình cũng không hay để cái điểm trên đề đấy. Tuy nhiên là đây trong trường hợp em chọn đề em làm mẫu thì cô là xem và lát thì nữa thầy cô cách điểm luôn thì em sẽ chọn điểm trên đề ở đây. Ngoài ra thì mình có thể lựa chọn cái cấu hình nâng cao. Ở đây thì thầy cô sẽ thiết lập các thông số. Ví dụ cô cái đề là tiếng Việt và tiếng Anh, thầy cô để tiếng Việt thì nó sẽ ra cái đề là được câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 thế. Còn thầy cô để tiếng Anh ấy thì nó sẽ xuất đề ra question 1, question 2, question 3, question 4. Đọc thế thì cũng chuẩn lắm. 1, 2, 3 đấy. Được. Tiếp theo là mã đề. Mã đề thì có hai cách tạo theo thứ tự hoặc tạo ngẫu nhiên. Nếu thầy cô tạo ngẫu nhiên thì nó sẽ sinh tự động các cái mã đề cho thầy cô. Còn ở đây thì em sẽ phân chọn ra thứ tự là chọn đề. Ở đây thì cô nhập một cái số, ví dụ số 100 đi, thì ở đây chọn 4 đề nó sẽ sinh ra đề 100, 101, 102, 103, đúng không? Đó là thứ tự. Các cái lề này thì mặc định không có gì thay đổi, cô có thể không hết cho em, tức là nó sẽ chọn tiết kiệm giấy nhất có thể. Được chưa? Ngoài ra còn có 3 cái chọn nâng cao thì cô sẽ hết cho em. Chốt tỷ lệ 25%, tức là nó sẽ khống chế làm sao để tỷ lệ các đáp án đúng A, B, C, D ở trong đề của mình cũng là nó xấp xỉ ở dạng 25%. Thì nếu chúng ta chọn cái tỷ lệ này thì học sinh cứ chọn hết là A thì nó sẽ được khoảng xấp xỉ 2.5 điểm. Kiểu như vậy, được chưa? Chọn sắp xếp theo mức độ, tức là nếu mà trong trường hợp chúng ta tích chọn cái ô này và khi chọn đề ra thì nó sẽ sắp xếp riêng theo kiểu tất cả câu nhận biết trước, xong rồi câu thông hiểu, câu vận dụng, câu vận dụng cao ở dưới cùng. Cái dạng trộn sắp xếp này thì như em nghe thầy cô cấp 3 nói là trung bộ cũng yêu cầu làm cái này, thì mình có thể lựa chọn là theo này hoặc không. Và cuối cùng đó là phân nhóm trắc nghiệm và tự luận. Mặc định thì khi chọn đề ra cô tự luận và cô trắc nghiệm sẽ đảo vị trí với nhau, và thầy cô chọn phân nhóm này sẽ có phần A cô trắc nghiệm, phần B cô tự luận. Được chưa? Trong trường hợp mà đề thầy cô có cả cô trắc nghiệm và cả cô tự luận, và mặc định ở lần đầu tiên này cô phải thiết lập, thầy cô phải thiết lập ở lần đầu tiên trộn đề thì cô thiết lập như thế này cho em, tức là mình phải thiết lập một cái thông số khởi tạo ban đầu cho phần mềm sau khi vừa cài đặt phần mềm xong,
chọn hết này cho em. Và về sau mình có thể sửa lại. Nhưng mà đầu tiên mình chọn hết các thông số này. Mình sẽ lập hết thông số vào đi cho em. Sau đó thì thầy cô có thể là mình bấm lưu lại. Được. Thầy cô có thể bấm lưu lại. Sau đó chúng ta bấm tiếp tục. Sau đến phần này là thầy cô đã nhìn được cái đề của mình rồi. Nhìn cái đề của mình ở bên trái này rồi. Đấy. Mình có thể xem qua cái đề của mình ở bên trái này. Được. Ở phía bên phải này thầy cô có thể nhập điểm. Nếu mà chúng ta không chọn cái điểm trên đề thì đến phần này chúng ta không được nhập điểm đâu. Còn ở đây em chọn cái điểm trên đề nên bắt buộc phải nhập điểm vào thì lát nó có điểm xuất hiện. Trước kia là thang điểm, thầy cô nhập cho em thang điểm 10, thang điểm 2 điểm. Nhập thang điểm 10 trong câu điểm này. Có một áp dụng chung để cái điểm này nó sẽ lưu trên tất cả các cái đề thi. Bấm áp dụng chung để cái điểm này sẽ lưu tất cả đề thi. Bởi vì nó sẽ phụ những trường hợp như này ạ. Ở đây thì tất cả các đề thầy cô giáo thì đều là 50 câu, đều là 25 câu này với các cái câu hỏi giống nhau. Thì mình bấm áp dụng chung. Còn trường hợp mà các đề thi mà nó có các câu khác nhau ấy thì mình sẽ phải nhập tay các cái câu mà khác nhau đấy. Được. Và bây giờ mình sẽ nhập điểm ở phía dưới này. Đây ạ, các câu này chúng ta nhập điểm vào. Thì chúng ta sẽ có hai cách để nhập. Cách thứ nhất đó là đối với các cái đề thi mà nó có ít câu á và với cái hệ điểm nó khác nhau, nó đa dạng, thì thầy cô nhập cho em một cách đó là không, thì gõ cho em vào những điểm đó. Không phải 25 câu thì sẽ là 0.4 điểm đúng không? Thầy cô lúc nãy là dấu phân ấy thì mình chỉ nhập dấu chấm, ở đây là 0.4, nhập từng câu đó. Thì đấy là cách thứ nhất là cách nhập thủ công, dùng cho trường hợp mà đề của mình thường có ít câu hỏi và cái hệ điểm nó khác nhau nhiều. Còn trong trường hợp mà máy tính của thầy cô là chúng ta làm đề ấy, mà chúng ta toàn có trách nhiệm như em thôi và chúng ta muốn nhập điểm, thầy cô làm cho em đó, mình bấm vào cái giao diện nhập điểm này, được chưa? Mình bấm căn chữ A để bôi đen hết. Sau đó thầy cô bấm cho em tìm F1 ở trên bàn phím của mình. Hoặc ở một số máy nếu bấm F1 không được thì thầy cô bấm cho em tổ hợp phím là FN F1. Tức là mình bấm F1 hoặc là một số máy thì bấm cho em tổ hợp là FN F1. Mình bôi đen tất cả này, sau đó mình bấm F1 và FN F1 này. Và sau đó thầy cô nhập điểm vào ví dụ 0.4 và thầy cô bấm lưu. Thì như vậy xin nhập cho tất cả những cái câu nào về bôi đen điểm là 0.4. Thì cái cách này dùng để chúng ta nhập nhanh với số lượng lớn câu hỏi là điểm giống nhau. Và sau khi mà thầy cô nhập điểm xong rồi á thì thầy cô bấm lưu điểm. Thầy cô bấm lưu điểm. Đồng ý. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm một việc cuối cùng nữa, đó là lựa chọn cái nơi mà mình sẽ lưu cái đề ra, chẳng hạn lựa chọn desktop. Chúng ta gõ tên mục đề thi mà mình muốn xuất ra, ví dụ là 16:08 và thầy cô bấm xuất đề. Chú ý mình bấm xuất đề. Như vậy là chúng ta đã chuẩn đề hoàn tất. Và thầy cô chỉ việc mang cái bộ đề của chúng ta với chúng ta đi là xong. Đây là bộ 4 cái đề vừa trộn. Thì đây là đề em vừa trộn ra. Em trộn bằng bản quyền của trường trung học cơ sở Phục Trường. Vì vậy là bên phần bên trên này ấy, thì tự động nó đã điền là phòng lục và mạng Tam Đông trường trung học cơ sở Phục Trường. Đề môn sinh ngày tháng ở đây, được chưa? Đề chính thức và có 4 trang. Cái tên đề thi này sẽ theo cái tên của thầy cô nhập ạ. Đề thi học kiểm tra học kỳ lần 1, đúng không? Có mã đề từ 100 đến 103.
phía dưới các câu hỏi và những câu quan điểm đấy. Thì nó mặc định nhỉ? Không, cái điều thay đấy. Bởi vì chúng ta đang đưa ra những điểm ở trên đề. Đề thì có cả bảng biểu và hình ảnh nữa. Và chúng ta chỉ cần mang đi in và cho học sinh làm bài thôi. Ở phía dưới có ai chưa chọn được không ạ? Có ai mình chưa chọn được thì mình giơ tay lên thôi ạ. Đây, đây, cô chọn xong hết rồi đúng không? Không, ai mà chưa chọn được mình cũng phải cho lên đây để các bạn đi xuống trước thầy cô ấy. Bởi vì cái này nó liên quan với sau nhiều. Vậy sau phòng sẽ có cái văn bản hướng dẫn các trường mình nhập câu hỏi và ngân hàng câu hỏi để ra để thi cơ. Thầy đã lựa chọn nhập điểm chưa? Thầy nhập điểm, thầy lưu điểm chưa? Mệt quá, suốt ngày phần mềm cắt kiểu loạn. Cảm ơn cả đầu. Loạn này, loạn phần mềm. Có xiềng. Thì hệ thống phần mềm LastFM sẽ yêu cầu một cái ràng buộc, đó là thầy cô phải để cho em cái định dạng dấu thập phân ở trong hệ thống của mình là dấu chấm, tức là theo chuẩn Mỹ. Thầy cô nào mà đang để theo chuẩn Pháp là dấu phẩy á, thì khi tính tổng điểm nó sẽ tính sai, dẫn đến cái việc mà thầy cô sẽ không lưu điểm và nó sẽ có thông báo với anh trong quá trình mà mình lưu điểm. Thì thầy cô có thể sửa lại cái định dạng điểm đấy trong cái mục location của máy tính. Hoặc là thầy cô có thể mở cái phần một số vấn đề thường gặp á. Một số vấn đề thường gặp thầy cô có thể mở lên và sẽ hướng dẫn thầy cô giáo cái cách sửa cái định dạng điểm ở trong cái phần đây. Trong cái phần thầy cô làm cái lỗi ở không lưu được ma trận đi ạ. Đây, có phần hướng dẫn sửa lại định dạng điểm và định dạng ngày giờ. Thì thầy cô sẽ làm theo hướng dẫn này. Thì nó không lưu được mai trận, không lưu điểm do tính điểm sai. Thì là do định dạng ngày tháng, định dạng chấm phẩy trong đấy thầy cô giáo. Còn nếu mà có vấn đề lỗi gì thì thầy cô không làm được, thầy cô ở đây thì chứng dân mình. Còn bây giờ mình sang cái diễn phần cuối cùng của ngày online. Đó là phần làm về từ cơ sở dữ liệu. Thầy cô quay trở về phần mềm và thầy cô lựa chọn cho em tính năng làm về cơ sở dữ liệu. Ở phần này cho em. Và cái mục thầy bấm vào cái màn hình cơ sở dữ liệu thôi ạ.
ba thầy cô bỗng nhiên vào thêm ma trận. Sau đó thì thầy cô muốn làm đề thi của môn nào, của lớp nào thì thầy cô lựa chọn vào khối lớp và môn học đó. Và ở cái ca đề này thì chúng ta sẽ sử dụng cái dữ liệu mà chúng ta nhập vào trong cái hàng đề lúc đầu ấy, để mà chúng ta làm đề thi. Tên ma trận thì thầy cô sẽ vào, ví dụ là kiểm tra công nghệ thì hai cái nhỉ như nhau một tiết. Thì thầy cô có thể lưu ý đó là ở cái phần này ấy, mình nhập tên cái ma trận thì không quan trọng có dấu đâu, mà thầy cô chỉ cần nhập vào để làm sao mình lưu được là về sau mình biết được đấy là cái đề kiểm tra công nghệ một tiết thôi. Và một cái ma trận này thầy cô có thể dùng để ra đề nhiều lần, ra đề ở nhiều lớp. Chẳng hạn mình dạy toán lý hóa ở nhiều lớp, chẳng hạn nhiều lớp 6, nhiều lớp 7, thì mình có thể dùng cái ma trận này ra đề cho 7A. Sau đó thì mình có thể dùng chính cái ma trận này ra đề cho 7B. Và cái đề của 7A và 7B đấy nó có thể khác nhau hoàn toàn, miễn sao đúng cái ma trận đấy. Thì đó là lợi thế của việc thầy cô làm ma trận một lần và ra đề ra nhiều lớp. Lớp 2 của mình thì với tình trạng thiếu giáo viên thì chúng ta có giáo viên dạy rất nhiều lớp, đúng không? Thậm chí có giáo viên còn dạy cả nhiều môn, dạy cả công nghệ, cả sinh học. Được chưa? Mình bật cho em cái thang điểm và tên ma trận xong rồi thì mình bấm cho em một lúc tiếp tục. Nhập số câu hỏi trên đề này. Đúng không? Cái đấy là một dạng ra đề kiểu khác mà thường ở trên sở hay dùng cho thầy cô. Sang đến cái phần này, nó sẽ lót lên cái môn công nghệ của thầy cô làm đấy. Được chưa? Đấy. Thầy cô sẽ thấy là nó lót lên môn học của khối lớp. Các cái này mình sẽ không sửa nữa, mình lựa chọn rồi. Và nó sẽ lót lên danh sách các cái chuyên đề trong cái môn học này mà thầy cô đang có. Chẳng hạn cái đề này em sẽ làm đề kiểm tra một tiết. Và nó sẽ bao gồm nội dung trong hai chương, là chương 1 và chương 2. Đúng không? Thì đầu tiên sẽ lựa chương 1 trước. Chương 1. Và em sẽ xác định là đối với các câu hỏi chương 1, tổng cộng kiến thức của chương 1 sẽ bao gồm là 3 điểm. Và chương 2 là 7 điểm. Đúng không? Thế tổng cộng em có 10 điểm mà. Thì em sẽ nhập đây chương 1 em để số điểm phần trăm là 30% trên 10, tức là 3 điểm. Lựa chọn chương 1, nhập 30% này. Và sau đó chúng ta bấm lưu chuyên đề. Bấm nút lưu bên trên này. Tương tự như vậy, chúng ta lựa chọn chương 2 và chúng ta nhập cho em 70%. Và chúng ta lại bấm lưu chuyên đề bên trên. Thầy cô có thể lựa chọn bao nhiêu chuyên đề là theo ý mình, tối đa là cả cái chương trình công nghệ sau đó. Tuy nhiên là thầy cô thiết lập cho em tổng cái phần trăm ở bên phải này đạt đúng 100%, không hơn không kém, đúng 100%. Được chưa? 99,9 cũng không được. Đúng 100%. Và vì phải bảo toàn tổng 50 điểm. Đúng không? Rồi tổng MOET. Ở đây hai chương là chương 1 là 3 điểm và chương 2 là 7 điểm. Được chưa? Sau đó mình bấm tiếp tục để sang phần tiếp theo. Đây ạ. Sang cái phần này thì mình bắt đầu nhập số lượng câu hỏi. Chương 1 của chúng ta sẽ có 3 điểm. Chương 2 có 7 điểm theo đúng tỷ lệ chúng ta đã nhập. Chúng ta bấm vào chương 1. Ở phần bên phải này sẽ có cái bảng để thầy cô lấy câu hỏi. Chương 1 có 3 điểm và trong chương này chúng ta sẽ lấy như thế nào? Có tổng cộng là có 4 cột và 4 dòng, tương ứng với cột số câu trắc nghiệm, điểm trắc nghiệm, số câu tự luận và điểm tự luận. Và 4 dòng là dòng nhận biết, thông hiểu và tiêu chuẩn cao. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn lấy bao nhiêu câu hỏi, chúng ta dòng đúng cái dòng mà câu đó chúng ta lấy. Chẳng hạn mục tiêu của em là lấy 6 câu trắc nghiệm ở mức độ nhận biết, thì em sẽ dòng đúng cái dòng số câu trắc nghiệm và đúng cái dòng nhận biết em lựa chọn nhập vào là 6. Được chưa? Và em để tổng số điểm ở đây là 3 điểm cho 6 câu này. Như vậy là hết số điểm chương 1. Thầy cô lưu ý là mình muốn lấy cái câu hỏi ở mức độ nào thì mình nhập đúng vào dòng đó. Chẳng hạn như là mình muốn lấy câu chấp nhận thông hiểu thì mình sẽ nhập vào dòng này, tức là cột trắc nghiệm và dòng thông hiểu. Tương tự như vậy,
lấy câu tự luận vận dụng thì mình sẽ lấy ở cột tự luận và dòng vận dụng, được chưa? Tức là muốn lấy dạng câu nào và ở mức độ nào thì mình dòng đúng cái chỗ đó mình lấy. Và trước khi lấy câu hỏi thì thầy cô sẽ làm thêm cho một thao tác này để tránh cái xong không có câu hỏi ra đề này. Trước khi lấy câu hỏi thì thầy cô làm cho một thao tác, đó là mình bấm cho em vào cái tên mã đề ở bên trái này. Nó sẽ log lên là hiện tại trong đơn hàng đề của thầy cô đang có bao nhiêu câu hỏi để mình có căn cứ để mình chọn. Chẳng hạn em bấm vào cái mã đề, cái mã chương là 11511 á, nó sẽ trả lại đó là hiện tại em đang có 13 câu nhận biết trắc nghiệm và 14 câu từ luận nhận biết, được chưa? Còn câu không hiểu, vận dụng cao và đa mức độ là chưa có câu nào cả, đúng không ạ? Nên nếu mà thầy cô giáo thì chúng ta nhập câu không hiểu ở đây nhé, lát nữa mình ra đề là mình sẽ không có câu hỏi và cho nó trộn cho thầy cô, đúng không ạ? Tức là phải phụ thuộc vào cái ngân hàng đề của thầy cô giáo đang có bao nhiêu câu hỏi nữa. Mình làm một thao tác là một cái mã đề để mình tra số lượng câu trước. Tương tự sang chương 2 em bấm vào cái chương 2 này, xong em lại bấm tiếp vào cái mã 6552 này, nó sẽ hiện lên chương 2 của em có 10 câu trắc nghiệm và 30 câu tự luận nhận biết, không hiểu và dùng cao chưa có câu nào, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành nhập vào. Ví dụ ở đây em tối đa em nhận được 10 câu nhận biết thôi, thì ở chương 2 này em sẽ nhập đó là sẽ lấy 2 câu trắc nghiệm nhận biết với tổng là 1 điểm và lấy 2 câu tự luận với tổng là 6 điểm. Làm sao cái tổng nó phải đạt bằng 7 điểm bên trái tối đa và phải bằng chính xác là 7 điểm đó. Dạ. Tức là mình thiết lập làm sao để hai cột tổng điểm như này nó phải bằng cái tổng điểm bên trái này là 7 điểm. Yeah. Và thầy cô lưu ý cho em nhé, cái 1 điểm ở đây là tổng của 2 câu và 6 điểm ở đây cũng là tổng của 2 câu tự luận này, chứ không phải là mình nhập điểm cho từng câu hỏi đâu nhé. Thầy cô đừng hiểu lầm là ở đây 2 câu mỗi câu 1 điểm nhé, không phải, 2 câu ở đây tổng là 1 điểm. Để làm xong tối sẽ có. Và sau đó thì mình bấm lưu, sau khi tìm xong thì mình bấm lưu. Như vậy là mình đã tạo ra trận thành công. Và sau khi tạo xong thì thầy cô có thể xem trước lại cái ma trận này của mình. Đây chính là cái ma trận mà em vừa cùng thầy cô chúng ta tạo ra. Dạ, bây giờ xem lại. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ma trận để xuất đề. Thì để mà xuất đề chúng ta lựa chọn cái ma trận này cho em. Bấm chọn cái ma trận này. Sau đó thầy cô bấm vào tiếp tục. Bấm vào tiếp tục. Trong này sẽ có hai cách để thầy cô lấy câu hỏi. Khi tiếp tục sẽ có hai cách để cô lấy câu hỏi. Cách thứ nhất là lấy câu hỏi từng câu. Tức là phần mềm nó sẽ lót ra tất cả các câu hỏi nào thỏa mãn cái ma trận mình vừa làm á. Và mình sẽ lựa chọn các câu hỏi đấy, mình thích lấy câu nào mình cho vào mình ra đề. Thì đấy là lấy câu hỏi từ câu. Cách thứ hai đó là lấy câu hỏi ngẫu nhiên. Tức là phần mềm nó sẽ bốc tất cả câu hỏi cách ngẫu nhiên hoàn toàn, nhưng mà bốc đúng cho cái ma trận đấy cho thầy cô. Được chưa? Ví dụ, đầu tiên là sẽ làm lấy câu hỏi từ câu trước. Em chọn lấy câu hỏi từ câu này. Và em bấm tiếp tục. Thì nó sẽ loát ra tất cả các câu hỏi và thỏa mãn cái ma trận của mình. Thầy cô thì bấm vào các câu hỏi mình xem. Được. Và nếu cô nào thích thì mình bấm một chân sang là đưa cái câu hỏi sang đây thầy. Ở phía dưới sẽ có hiển thị đó là câu hỏi quy định là 6 câu và câu hỏi đã lấy là 1 câu. Tức là ma trận của mình yêu cầu là 6 câu hỏi trắc nghiệm ở cái mức độ này. Và số câu đã lấy là 1 câu rồi. Thì đó là lấy câu hỏi từ câu. Ngoài ra thì chúng ta cùng quay lại, em sẽ làm cách thứ hai là lấy câu hỏi ngẫu nhiên. Lấy câu hỏi ngẫu nhiên. Đối với cái dạng lấy câu hỏi ngẫu nhiên ấy, thì thầy cô có một cách lấy nhanh. Đó là vào đến cái đơn vị này rồi á, thầy cô bấm cho em vào nút lấy câu hỏi theo ma trận ở dưới. Thầy cô bấm vào nút lấy câu hỏi theo ma trận, tích của cô này, góc dưới cùng bên trái. Đấy, có cái nút tích là lấy câu hỏi theo ma trận. Và thầy cô bấm vào nút lấy câu hỏi
thì tự động phần mềm sẽ dò cho cái dữ liệu của mình với những câu hỏi là thỏa mãn cái mindset của mình, và nó sẽ lấy ra số lượng câu hỏi chính xác theo cái mindset của mình đó. Tự động sẽ bốc là 6 câu trắc nghiệm ở chương 1, 2 câu trắc nghiệm ở chương 2 và 2 câu trắc nghiệm ở chương 2. Tự động phần mềm lấy từ cô giáo. Được chưa? Thì đó là lấy câu hỏi ngẫu nhiên. Thế cô có thể bấm vào để xem nội dung câu hỏi này. Được. Thì ở đây là lấy câu hỏi ngẫu nhiên, vì vậy nó sẽ lấy một cách hoàn toàn tự động. Máy lấy tự động và chúng ta sẽ không kiểm soát được nội dung các câu hỏi chúng ta muốn lấy, muốn kiểm soát chúng ta lấy. Tuy nhiên là tất cả câu hỏi này cũng đều đảm bảo theo đúng cái bài trận của thầy cô giáo. Ví dụ chúng ta lấy 6 câu trắc nghiệm ở may mắn gia đình, nó chính xác lấy câu trắc nghiệm mình nghĩ đấy ở trong. Ngoài ra thì em sẽ quay lại để giải thích thêm một chút về các cái nút còn lại chúng ta sẽ làm trước. Tức là ngoài hai cách thức mà lấy câu hỏi đúng câu và lấy câu hỏi ngẫu nhiên đấy, thì chúng ta còn có các tỷ chọn nâng cao. Các tỷ chọn này cũng không bắt buộc sử dụng, nhưng nó sẽ phục vụ thầy cô giáo khá là hữu ích. Mặc định thì khi mà chúng ta lựa chọn lấy câu hỏi ngẫu nhiên chẳng hạn, thì nó sẽ lót lên tất cả câu hỏi nào thỏa mãn cái mindset của thầy cô giáo, bao gồm cả những câu hỏi nào mới tinh và những câu hỏi mà chúng ta đã dùng trong quá trình cảm thấy các năm trước. Được chưa? Thì bây giờ chẳng hạn như là hôm nay em kiểm tra lớp 7A và em đã lấy vấn đề này rồi, và ngày mai em muốn kiểm tra lớp 7B với những cái mindset này, nhưng em không muốn dùng những cái câu hỏi mà đã kiểm tra ở lớp 7A nữa, thì em sẽ làm thêm một thao tác nữa ở đây, cũng là trước khi lấy câu hỏi thì em sẽ bấm vào nút lọc theo số lần ra đề, và em để ở đây là số 0. Thì sang cái thao tác tiếp theo là sẽ loại ra tất cả những câu hỏi nào đã từng được dùng rồi, và chỉ để lại những câu hỏi nào mà có số lần sử dụng là 0. Vì vậy chúng tôi đã dùng lớp 7A hôm qua sẽ loại ra hết, chỉ giữ lại câu hỏi mà chưa dùng, và thầy cô lại bốc ra đề. Thì những cái câu hỏi này nó sẽ không đảm bảo, sẽ không trùng với những câu hỏi ngày hôm qua, và nó vẫn đảm bảo cái mindset của mình. Còn trong trường hợp mà thầy cô giáo muốn cho có tỷ lệ trùng hoặc câu ấy, thì thầy cô có thể nhập vào đây số 3 chẳng hạn, thì nó sẽ lấy ra tất cả những câu hỏi nào mà có số lần sử dụng là từ 0 đến 3. Có những câu nào dùng nhiều quá rồi, 4-5 lần rồi tôi bỏ, không dùng ra đây nữa. Thì đây là lọc câu hỏi theo số lần sử dụng. Ngoài ra tạo nhóm tương tự như với cái trước ạ. Em sẽ quay lại một phần tiếp tục và chọn thầy ngẫu nhiên. Đây. Tức là ngoài cái việc mà thầy cô có thể lấy câu hỏi theo ma trận nhé, tức là phần mềm tự động lấy thầy cô ấy, thầy cô nào mà muốn chụp đề tổ hợp nghiên vào lúc đấy, tức là ngân hàng đề của mình là có rất nhiều. Tuy nhiên bây giờ mình muốn làm ra chụp cho một lớp đi, mà ra hai cái đề mà câu hỏi hoàn toàn khác nhau giữa hai cái đề đấy mà vẫn đúng theo ma trận, thì mình vẫn có thể làm được bằng cách là mình nhập số lượng câu hỏi dần lên. Vừa rồi nếu chúng ta bấm vào lấy câu hỏi theo ma trận này mà chúng ta lấy, thì nó sẽ lấy khớp đúng theo ma trận của mình. Ma trận của mình có 6 câu, lấy đúng 6 câu. Còn bây giờ là mình muốn trộn đề mà có tỷ lệ khác. Chẳng hạn, ở đây ma trận quy định là ở chuyên đề 1 mình có 6 câu trắc nghiệm sẽ biết. Ở đây thầy cô nhập hẳn cho em vào 12, mình lấy 12 câu ra. Thì lát sau ấy thì khi trộn đề ra thì đề 1 này nó có 1 đúng 6 câu của cái 12 câu đấy, và đề 2 nó lại bốc tiếp lại ở trong cái 12 câu đấy là 6 câu khác, thì nó sẽ tối ưu sự khác của cái đề này. Ví dụ thầy cô bốc 12 câu thì 100% hai cái đề đó có 6 câu của đề 1 và 6 câu của đề 2 khác nhau hoàn toàn. Nhưng nếu mà thầy cô trộn ra 3 đề chẳng hạn, thì nó sẽ có khoảng 50% là giống nhau và 50% là khác nhau, tức là có khoảng 3 câu là giống hoàn toàn, 3 câu là khác nhau giữa tất cả các đề, tức là 3 đề này sẽ có 3 câu giống nhau, nói, tất cả các câu kia sẽ khác nhau đấy. Mà cứ lúc nói thì chả dám nói câu trả. Đấy là nếu mình lấy vườn lên, ở đây sẽ lấy cho 3 chân. Và sau khi mà thầy cô đã lấy xong rồi á, sau khi thầy cô lấy xong rồi thì thầy cô bấm tiếp tục, thì nó sẽ sang đến cái giao diện tiếp theo. Thì sang đến giao diện tiếp theo thì thầy cô thầy cô chỉ làm thao tác giống hệt với chủ đề của mình thôi. Sao ra chuyện này thì cô làm giống hệt với thao tác của mình làm. Mình nhập số lượng đề thi, số lượng đấy thì muốn trộn ra. Ví dụ đây thầy cô trộn hai đề chẳng hạn nhé. Rồi em lấy vượt hết lên tất cả mọi thứ gấp đôi, thì nó sẽ trả về kết quả hai đề khác thì nó sẽ là 100%, hai đề khác hoàn toàn. Bởi vì số lượng câu hỏi đủ để hai đề khác hoàn toàn. Còn thầy cô trộn ra bốn đề thì nó sẽ là tỷ lệ khác.
cái số lượng thầy cô lấy ra nó đủ đảm bảo tối ưu số khác đến mức nào thì sẽ trả ra kết quả đấy mà mình trộm ra. Thì thầy cô mà muốn ra một cái đề thi mà có tỷ lệ khác là 100% thì mình phải lấy đủ số lượng câu hỏi để nó có thể khác 100%, thì lưu ý cho như thế. Chứ bây giờ mình làm đề 20 câu hỏi để bốc cho em 25 câu, mình bắt hai đề khác nhau 100% là không thể làm được, thì lưu ý cho cái đó. Còn các cái phần tiếp theo thì nó giống hệt với là đề thứ 3, thầy cô có thể phát tác nhanh. Sang phần này điểm tự động nó sẽ chia cho thầy cô rồi, mình làm mai trận thầy bằng và mình không thể ra thôi. Thì đối với trộm đề trong ma trận thì ngoài cái bộ đề đấy, ngoài cái bộ đề đó, thầy cô còn có một cái ma trận đề xuất kèm luôn. Và thầy cô đến phần này, thầy cô nhập cho em các cái chuẩn nhận biết kiến thức kỹ năng mà trong các câu này, được chưa? Ma trận có luôn. Và đây là đề mà có cả trách nhiệm và tự luận. Phần trách nhiệm có gom lên trên và phần tự luận ở bên dưới, được chưa? Vẫn đảm bảo nếu em lấy 4 câu tự luận thì ở đây vẫn đảm bảo có 2 câu tự luận thôi. Thì đây là mà mình trộm đề của cơ sở dữ liệu. Tích mình tích cái có điểm của cái sẽ có cả cái điểm đấy. Thì thầy cô nào có hai kỹ năng và trộm đề thứ ba, thì có thầy cô nào có cái thắc mắc gì về phần trộm đề không? Không. Tâm sự thật với thầy cô ạ. Thì kể cả em có nói chậm đến 2 ngày mà thầy cô mình không phải dùng thì mình cũng sẽ trả làm được đâu. Mãi rồi không biết mà. Bắt buộc là thầy cô ở nhà ấy, mình phải làm được một cái đề mình hướng nó được gặp thầy liệu. Dễ mà. Mình không biết được thầy liệu mà. Có chủ trọng nhanh. Trong lưu cái giờ. Còn nếu mà trong phạm vi buổi hôm nay thì lên thầy cũng thảo có hết. Có hết. Còn là thầy cô cũng làm này có phải tiêu cực đấy. Thầy cô nghiên cứu và thầy cô có thể là theo hai số liên lạc đấy. Mình liên lạc. Con số điện thoại rồi. Trong hướng dẫn rồi. Còn bây giờ thầy cô bấm cho em vào nút tăng suất ở đây. Nó xong rồi à? Xong rồi. Quay trở lại doanh nghiệp cho em. Thầy cô kết nối cho em vào cái wifi của phòng lưu mình nhá. Có tiếng rồi, tiếng rồi. Một. Trong câu hướng dẫn đấy. Biết. Chúng ta sẽ sang đến phần thứ hai, đó là phần online. Thì với cái phần này thì yêu cầu mấy thầy cô giáo phải có cái internet và phải ổn định. Phần thứ hai chúng ta sẽ lựa chọn mục đăng nhập và rồi cho em là phòng lưu và tạo tam nâng. Thầy cô đăng nhập cho em bằng cấu trúc tài khoản như sau ạ. Tài khoản gì? Tài khoản tam nông gạch dưới trung học cơ sở gạch dưới tên trường, tất cả viết liền không dấu và viết thường. Mật khẩu mặc định là 123. Và ở dòng thứ 3 mình lựa chọn đăng nhập vào server phòng dụng và tam nông cho em. Và yêu cầu sử dụng chế độ này chúng ta phải có mạng internet. Chẳng hạn đây xem được tài khoản của trường hoặc trường này. Thì chúng ta sẽ đăng nhập được vào phần mềm. Vì sao em đòi hỏi là chúng ta phải có cái mạng sẽ ổn định? Bởi vì sau khi đăng nhập vào phần mềm, đối với chế độ online sẽ tiến hành kiểm tra bản quyền của cô giáo, kể cả trên offline luôn.
thì nếu mà chúng ta đã cái đưa mạng internet trong cái lần chạy lên nó sẽ kiểm tra cái thông tin bản quyền thầy cô giáo thì nhất thầy cô dùng cái bản quyền vi phạm hay không, nên là nó sẽ giật một chút vào lúc vào ngày ban đầu. Giao diện của phần online ấy, thì nó giống với cái phần offline. Chúng ta cũng có nhóm tính năng ngân hàng câu hỏi ra đề thi và quản trị hệ thống. Tuy nhiên cái dữ liệu ở trên này sẽ hoàn toàn là dữ liệu của phòng giáo dục và đào tạo, và toàn bộ dữ liệu về môn học chuyên đề sẽ do phòng giáo dục và đào tạo quản lý. Chúng ta sẽ không thể nào mà chủ động thống kê được chuyên đề hoặc là môn học ở trong cái dữ liệu online này. Với chức năng ngân hàng câu hỏi sẽ vẫn hỗ trợ thầy cô giáo có tính năng cập nhật từng câu, cập nhật từng file. Tuy nhiên là khi cập nhật ở đây thì dữ liệu sẽ đưa lên cái dữ liệu online thay vì là dữ liệu offline của thầy cô giáo. Ngoài ra thầy cô sẽ lấy một cái tính năng mới ở đây, đó là tính năng duyệt câu hỏi. Tức là câu hỏi được đưa lên trên ngân hàng ấy, thì sẽ không sử dụng được ngay mà bắt buộc phải qua một thao tác duyệt của tài khoản này. Sau này thầy cô sẽ phân quyền cho một tài khoản khác có quyền duyệt được, mình phân cho tổ chức chuyên môn của các đơn vị, các cái môn học để thầy cô duyệt. Và khi duyệt thì giáo viên mới có thể dùng được câu hỏi đó, chứ không phải là chúng ta cứ đưa lên một cái bừa bãi xong rồi nó sẽ loạn ở trên này, được chưa? Tính năng thứ hai, tính năng ra đề thi thì làm đề thứ hai để vào đây cho thầy cô tiện dùng thôi. Còn đối với online chúng ta có làm đề cơ sở dữ liệu, thì cái dữ liệu ở trên làm đề online này sẽ là dữ liệu của người ta hoặc dữ liệu của trường mình. Ở đây vẫn là khoảng, bởi vì ở trong cái chế độ duyệt này nó có hai mức duyệt, là duyệt chỉ dùng cho cấp trường thôi và duyệt để đưa lên khoảng phòng duyệt nữa. Nên là chúng ta ở đây có chữ hoặc ở đây, tức là dữ liệu cấp trường và cấp phòng. Chức năng thứ ba là quản trị hệ thống. Chức năng này chúng ta sẽ thấy mới hoàn toàn, biến mất, không thấy quản lý môn học của chuyên đề đâu, bởi vì cái này là dữ liệu của phòng để làm mặc định. Còn dữ liệu như là sẽ do phòng làm việc với bên em để tạo dữ liệu đó. Chúng ta sẽ có các quyền như sau. Chức năng phân công giáo viên để chỉ định giáo viên dạy môn học nào và sử dụng dữ liệu của môn học nào. Chức năng thống kê là giúp thầy cô quản lý có thể thống kê được trong khoảng thời gian nào, môn học nào, giáo viên đưa lên bao nhiêu câu hỏi được dưới bao nhiêu. Tức là một cái nhìn khái quát. Và kể cả trên cấp phòng chúng ta cũng có cái chức năng thống kê này để có thể nhìn được là tất cả trên thị trường đang đưa bao nhiêu câu hỏi. Tức là cái mức độ ứng dụng công nghệ tin tại cái thị trường này như thế nào, đưa bao nhiêu sẽ trừ hết. Qua đó có thể đánh giá được cái việc ứng dụng phần mềm trong cơ sở của đơn vị của mình. Chức năng quản lý đơn vị thì đối với trường thì ta chỉ có chức quyền và sửa thông tin trường của ta thôi. Trường mà chúng ta có quyết định đổi tên thì chúng ta sẽ thay và sửa lại tên trường của mình. Và quản lý người dùng là chức năng cuối cùng. Chức năng này sẽ hỗ trợ thầy cô giáo tạo ra tài khoản giáo viên và phân quyền cho giáo viên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lựa chọn cho em vào quản trị hệ thống và lựa chọn cho em quản lý người dùng. Thì mặc định thì trong giao diện này mới có một cái tài khoản duy nhất là tài khoản quản trị thường mà bên em cấp cho các đơn vị thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta khi về triển khai tại trường nhé, tức là chúng ta sẽ hỗ trợ thầy cô hiệu trưởng là tạo ra tài khoản của giáo viên ở trong trường mình. Thì tạo ra tài khoản của giáo viên ở trong trường mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là thầy cô giáo sẽ dùng tính năng thêm tài khoản ở đây. Nó sẽ hiện được như bảng và thầy cô sẽ nhập các thông tin tương ứng vào. Đây là chúng ta thêm từ người một. Thì cái này thầy cô thêm như là mình thêm mail hoặc là thêm tài khoản mail Facebook thôi, chúng ta nhập các thông tin cần thiết vào. Được. Thì cái cách này dùng để thêm bất thường thôi, còn giáo viên mới tại trường chúng ta thêm thôi. Còn chúng ta có cách nữa, đó là thêm từ file. Thêm từ file. Ở đây hỗ trợ thầy cô giáo thêm tài khoản cho giáo viên từ file Excel. Từ file Excel thì thầy cô có thể mở cái bộ đĩa lên. Mở bộ đĩa lên. Thầy cô mở cho em cái mục file mẫu cập nhật và chọn đề thi ạ. Thầy cô mở cho em cái mục file cập nhật danh sách người dùng. File cập nhật danh sách người dùng. Và thầy cô mở cho em cái file mẫu trên tài khoản này.
Thì thầy cô có thể soạn thảo một cái file Excel theo cái mẫu này để mà chúng ta có thể tạo nhanh tài khoản cho giáo viên ở trường mình. Cột đầu tiên là cột tên tài khoản. Chúng ta nên tạo tài khoản theo một cái cấu trúc nhất định để sau này chúng ta dễ dàng hơn trong cái công tác quản lý cũng như là ở trên phòng nhìn chúng ta sẽ dễ hơn, tránh những việc phải truy tìm theo tài khoản mà tài khoản. Chẳng hạn ở đây sẽ nhập tài khoản mẫu trường đi, một trường xin trường giáo viên một. Dạ, không dạ. Cái word mình không thiếu. Thầy cô lưu ý nhé, là mình không dùng cái file này chúng ta cập nhật luôn đâu. Bởi vì là cái file này thì một đơn vị trường dùng rồi, đơn vị trường khác sẽ không dùng được luôn, nó sẽ báo lỗi trùng tài khoản. Bởi vì là một tài khoản ở trên server thì chỉ có tồn tại một cái tên duy nhất thôi. Nên chúng ta lên tổ chức theo chúng ta nên để cấu trúc theo kiểu mà tên trường mình trước, sau đó là tên của giáo viên, để tránh trường hợp trùng tên giữa các giáo viên với đơn vị trường. Em lấy ví dụ đây, em lập 10 tài khoản một trường giáo viên 1 đến một trường giáo viên 10. Chúng ta nên sửa luôn trên cái file này để đảm bảo đúng cái cấu trúc quy định của phần mềm. Tiếp theo là phần tên của giáo viên, họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại và địa chỉ. Thầy cô lưu ý cho em một cái này, đó là với trường ngày sinh chúng ta phải nhập theo ngày, tháng, năm. Chú ý là cái ngày sinh ấy, thầy cô phải nhập là ngày, tháng, năm. Và trước cái ngày sinh thì thầy cô để cho em một cái dấu nháy đơn ở đây. Giới tính chúng ta để nam nữ, viết không dấu với hoa như thế này. Thầy cô tham khảo cái mẫu này và thầy cô sửa theo đúng cái mẫu này giúp em. Được. Chú ý nhất là cái ngày sinh nhá, là mình cứ để cho em một cái dấu nháy đơn vào đây. Được chưa? Dấu nháy đơn vào trước ngày sinh đấy. Để nó nhất là định dạng tách. Dễ mà. Mình để cột tách cũng được. Cột này đang bị lỗi. Và giờ thì mình viết nam nữ cũng giống như này. Được chưa? Sau mình lưu lại. À, vào phần mềm chúng ta chọn là thêm từ file. Ở đây thì thầy cô có file mẫu ấy, chúng ta để lựa chọn xuất file mẫu ở đây, trong thời gian thầy luôn. Ở đây thầy lựa chọn nó đường dẫn, em sẽ lựa chọn đến cái file Excel em vừa mới sửa đấy. Được chưa? Nó sẽ xuất bắt lên cái danh sách là lên trong file Excel của mình như thế này. Và thầy cô chỉ việc bấm lưu là tự động phần mềm sẽ thành tạo tất cả các tài khoản trong cái file này trên server của phòng dục đó. Được chưa? Và tất cả các tài khoản này mặc định mật khẩu đều là 123. Thầy cô cấp cho giáo viên cái tài khoản này và giáo viên sẽ tự đổi lại mật khẩu của mình. Còn tạo bằng tính năng mà cập nhật từ file ấy, thì tất cả mật khẩu của giáo viên mặc định sẽ là 123 hết. Được chưa? Mình ghi nhớ riêng mật khẩu của mình đấy. Và sau này nếu như giáo viên của thầy cô có thêm mật khẩu ấy, thì thầy cô có thể là vào đăng nhập vào tài khoản của thị trường này, thầy cô bấm vào tài khoản giáo viên đấy, thầy cô bấm vào cái reset pass này này, thì nó sẽ chuyển cái mật khẩu về 123 để giáo viên có thể là đăng nhập lại và tự sửa lại mật khẩu lần nữa. Hoặc là giáo viên mà nghỉ trong công tác cũng phải là thị trường mình, thì mình có thể khóa tài khoản của thầy cô lại bằng việc bấm vào tài khoản này và bấm một nút khóa này cuối cùng khóa tạm thời khóa tài khoản này lại. Hoặc nếu mà giáo viên nghỉ hẳn rồi chúng ta có thể xóa luôn tài khoản đi cũng không sao cả, tuy nhiên mình cũng có thể khóa lại được.
Mặc định thì tài khoản của giáo viên chỉ có duy nhất một quyền, đó là cập nhật câu hỏi lên trên ngân hàng thôi. Mặc định là tài khoản của giáo viên chỉ có duy nhất một quyền, đó là cập nhật câu hỏi lên trên ngân hàng thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ tiến hành phân quyền cho giáo viên. Chẳng hạn bây giờ em tặng tài khoản cho 10 giáo viên này, và tất cả giáo viên này đều là giáo viên dạy toán, được chưa? Và bây giờ em là giữ cái tài khoản quản lý này, về sau tài khoản quản lý này chắc là thầy cô hiệu trưởng sẽ quản lý, hoặc thầy cô sẽ bàn giao cho thầy cô nào trên công nghệ thông tin quản lý tài khoản đó và chịu trách nhiệm tài khoản đó. Tuy nhiên là dĩ nhiên là thầy cô quản lý đó sẽ không thể nào mà biết được hết tất cả các môn học để mà có thể duyệt được cái câu hỏi của tất cả các môn học, đúng không? Không ai có chuyên môn cho tất cả các môn. Vì vậy chúng ta sẽ phải tiến hành đó là chỉ định quyền cho một số thầy cô tổ trưởng của môn nhất định có cái quyền đó là duyệt câu hỏi, duyệt câu hỏi để thông qua cái câu hỏi của mình, và duyệt và chỉ định cái quyền đó bằng cách nào? Thầy cô lựa chọn, chẳng hạn ở đây em lựa chọn thầy Phạm Văn Thái này, em muốn chỉ định quyền cho thầy Phạm Văn Thái này, thầy vực trường giáo viên 1 này, em chọn vào tài khoản của Phạm Văn Thái, sau đó em chọn vào nút sửa quyền, sửa quyền mất mạng rồi. Thì khi mà thầy cô bấm vào giáo viên đó và bấm vào sửa quyền thì trong này sẽ hiện ra tất cả các quyền của thầy cô, tức là của cái người quản trị các trường này. Tối đa thì thầy cô giáo có thể là phân cho cái giáo viên này quyền là bằng mình, tức bao gồm cả các quyền tạo tài khoản cho giáo viên hay là cái quyền xóa tài khoản hay reset mật khẩu gì đấy, tất cả tối đa thầy cô có thể phân cho cái tài khoản giáo viên này quyền bằng mình, bằng với mình. Chẳng hạn như thầy cô của trường này em muốn cho thầy cô đó có quyền duyệt câu hỏi thì em sẽ tìm đến cái quyền duyệt câu hỏi cấp trường và em tích vào đây, tích vào quyền duyệt câu hỏi cấp trường đó và em bấm vào nút cập nhật quyền người dùng thì thầy cô vực trường 1 này á sẽ có cái quyền đó là duyệt câu hỏi cấp trường, tức là mình chỉ định thầy cô này có quyền duyệt câu hỏi, hoặc là thầy cô hiệu trưởng mình không muốn bàn giao tài khoản này cho giáo viên thông tin mà mình muốn là giáo viên thông tin vẫn có quyền đó là tạo tài khoản cũng như là phân công. Bởi vì sau này tất cả những cái hoạt động của thầy cô giáo trên hệ thống tạo tài khoản hay là duyệt câu hỏi đều được lưu vết và quản lý cam kết của hệ thống có thể truy ra được là ai là người lên câu hỏi, ai là người duyệt câu hỏi, ai là người tạo tài khoản này, tất cả đều được truy ra được hết. Vì vậy sau này nếu có cái vấn đề phát sinh chẳng hạn, chúng ta đều có thể truy ra được người gây ra phát sinh đó, đúng không ạ? Nên là chúng ta cứ phân quyền phân công rõ ràng cho từng giáo viên chịu trách nhiệm trong môn học nào, sau này chúng ta cứ như thế chúng ta làm được. Và chúng ta bấm cập nhật quyền người dùng. Như vậy là cái thầy vực trường 1 này sẽ có quyền duyệt câu hỏi. Tương tự như vậy, như tôi nói, thầy cô có thể thêm cho thầy cô đó tối đa là bằng cái quyền của mình. Và ở trên cấp phòng cũng sẽ có những quyền mà cấp trường thì sẽ không có, và thầy cô cũng không thể nào mà tiếp cho thầy cô ở trong trường mình những quyền đó được. Nó bắt buộc cấp phòng phải tiếp cho mình thôi thì mình mới lại có cái quyền đấy. Thì tùy thuộc vào mỗi một cấp tài khoản mặc định, nó sẽ có một cái bản quyền riêng dành cho cấp đó. Như vừa rồi là em đã hướng dẫn thầy cô giáo chúng ta thêm cái tài khoản và chỉ định cho giáo viên có quyền duyệt câu hỏi, tức là tặng 10 tài khoản giáo viên và chỉ có một giáo viên có quyền duyệt câu hỏi, và đấy mới là chỉ định về chuyện. Chỉ định xong như vậy giáo viên vẫn chưa làm gì được đâu, còn một cái bước nữa đó là chỉ định về môn, tức là giáo viên nó duyệt môn nào chúng ta chưa chỉ định thì giáo viên nó vào duyệt câu hỏi cũng không thấy câu hỏi nào được duyệt đâu ạ, bởi vì thầy cô đó chưa có quyền trên một môn nào nào cả. Và chúng ta phải làm thêm một bước nữa, đó là chúng ta vào cái mục phân công giáo viên ấy, ở trong quản trị hệ thống này chúng ta vào phân công giáo viên. Đấy, trong này chúng ta sẽ thấy ấy, chẳng hạn tài khoản trên cùng mà có chữ chưa cập nhật ấy thì chính là tài khoản của chúng ta, bởi vì chúng ta chưa sửa tên nên có chữ là chưa cập nhật. Còn ở phía dưới ấy, thầy Phạm Văn Thái đây, em muốn chỉ định cho thầy này có quyền duyệt câu hỏi môn toán lớp 6, 7, 8, 9 chẳng hạn, thì em sẽ dòm đúng cái dòng thầy Phạm Văn Thái này,
em bấm vào nút phân công, bấm vào nút phân công ở tên thầy Văn Thái đấy, và em tích cho thầy này vào môn toán, và em tích tất cả các cái môn, các cái toán sau này là chính đây đi, và thầy phân công. Vâng. Như vậy là thầy Phạm Văn Thái, thầy giáo viên của trường 1 này sẽ có quyền duyệt câu hỏi và duyệt được duy nhất môn toán của lớp 6, 7, 8, 9. Được chưa? Môn hóa câu hỏi thầy cũng không duyệt được, vì thầy đâu có thấy được duyệt đâu. Được phân công môn nào thì mình chỉ thấy được câu hỏi của môn đó thôi. Được chưa? Tương tự như vậy thì thầy có thể phân cho các thầy cô đó nhiều môn học. Chẳng hạn tổ trưởng thì chuyên môn thuộc tiếng A thì cả giáo lý hóa thì cũng không thể làm được. Hoặc là chúng ta có thể phân công cho chính tài khoản của mình. Tài khoản ở trên cùng nhé. Dạ. Tài khoản ở trên cùng mặc định các em cũng đang để trống đấy, không có môn, không có môn học nào đâu. Thầy cô phải tự phân công cho mình. Ví dụ môn toán đây đi, em phân công tiếp cho em môn toán. Phân công. Như vậy thì tài khoản thầy cô hiệu trưởng mới dựa thầy cô hỏi môn toán. Dạ. Tức là mình phải chỉ định cho giáo viên vào cái môn nào đấy, thì giáo viên phải công quyền với cái dữ liệu của môn học đó. Yeah. Và bây giờ anh sẽ lấy một cái ví dụ về cái trường hợp duyệt câu hỏi. Yeah. Thì mặc định thì giáo viên có duy nhất một cái quyền, đó là cái quyền vào ngân hàng câu hỏi và tạo câu hỏi thôi. Và chúng ta ví dụ là cập nhật từng câu. Chẳng hạn em nhập một câu ở môn toán đi, đúng không? Đây. Nhập câu hỏi môn toán là chuyên đề đại số đi, toán 6. Nhận biết số đơn, cho câu hỏi ví dụ đáp án A 1, đáp án B 2, 3, 4. Đấy. Thì ở đây em cũng hoàn thành. Như vậy là anh đã lưu cái câu hỏi lên cái dữ liệu online. Dữ liệu này hiện tại là chưa ai dùng được cả, và dữ liệu câu này chưa chờ duyệt. Đấy. Thì sau khi mà giáo viên này đã nhập hết câu hỏi rồi, sẽ báo dịch vụ quản lý của mình, có thể thầy tổ chức chuyên môn có quyền duyệt đấy, có thể có hiệu trưởng đấy. Chúng ta bên em đang gửi hết câu hỏi lên rồi cho thầy vào kiểm tra để giúp em. Thì bây giờ thầy cô giáo hiệu trưởng sẽ đăng nhập vào trong bài học của mình như thế này. Thầy cô vào duyệt câu hỏi đấy. Thì thầy cô có quyền quản trị ở môn toán, thì thầy cô sẽ thấy ngay cái câu hỏi trường trung học cơ sở Phục Trường này đây, mã câu hỏi là 11005 đấy. Thầy cô bấm vào, thầy cô là sẽ thấy là mình sẽ có nội dung một câu hỏi ở bên dưới, và thầy cô có thể là xem được ai là người gửi câu hỏi này bằng cái người tạo này. Thầy cô bấm vào cái mã này đấy, thầy cô sẽ thấy cái thông tin của cái người gửi. Thì ở đây là em dùng chính cái tài khoản em đăng lên, nên tên của nó sẽ là chưa được nhận, còn sau thầy dùng tài khoản khác đăng lên nó sẽ là tên của giáo viên đó. Mình biết ai là người gửi lên, mình biết ai là người gửi lên, được chưa? Có đơn vị trường rõ ràng, và ở cái nhóm là admin trường hay là nhóm giáo viên. Đấy. Thì sau khi mà mình xem xong cái câu hỏi này, mình xem tiến hành là duyệt câu hỏi đó. Thì để duyệt câu hỏi, thầy cô có thể là bấm vào chúng ta xem câu hỏi này được tạo vào ngày 22 tháng 11 năm 2017 và lúc 16:54:16 do thầy 37/7 tạo. Thầy bấm vào duyệt. Được chưa? Thầy bấm vào duyệt. Thì ở giao diện duyệt câu hỏi này sẽ có hai trạng thái, đó là duyệt ở mức đồng ý và duyệt ở mức không đồng ý. Thì duyệt ở mức đồng ý tức là câu hỏi này sẽ được thông qua, sẽ được đưa vào sử dụng. Còn là duyệt ở mức độ không đồng ý tức là trả về cho giáo viên. Tiếp theo nữa, đó là nếu như đồng ý rồi, nó lại có ba mức để lựa chọn. Ở trong cái mục loại khóa này, có ba mức để lựa chọn. Duyệt ở mức đồng ý sẽ có đồng ý ở mức công khai. Nếu chúng ta duyệt ở mức độ công khai thì tất cả giáo viên trong đơn vị trường mình được phân công môn toán sẽ được sử dụng câu hỏi này để ra đề, và đồng thời câu hỏi này sẽ được gửi lên dữ liệu chung của cả phòng. Thì nếu mà cán bộ phòng cũng duyệt ở mức độ công khai thì tất cả giáo viên trong huyện Tam Nông nhà mình, tất nhiên là được phân công môn toán, sẽ có thể dùng cái câu hỏi đó để ra đề thi cùng chung với cả huyện luôn. Nếu thầy cô lựa chọn duyệt ở chế độ nội bộ, thì nếu thầy cô duyệt ở chế độ nội bộ này thì toàn bộ giáo viên trong đơn vị trường mình được phân công môn toán có thể sử dụng câu hỏi đó, nhưng câu hỏi này không đưa lên phòng, phòng không thấy câu hỏi này phải duyệt. Đó là duyệt ở chế độ nội bộ, tức là chỉ trong trường mình dùng thôi, không đưa ra ngoài.
con chuyên ở chế độ riêng tư. Cái này dùng cho trường hợp thầy cô nào mà hiện phó những chuyên môn mà chuẩn bị làm giờ thi ấy, hoặc là trên phòng ấy, phòng chuyên ở chế độ riêng tư này thì chỉ riêng người cán bộ phòng này chuyên câu hỏi này, riêng cái cán bộ hiện phó chuyên môn chuyên câu hỏi này được thấy câu hỏi này và được sử dụng câu hỏi thôi. Chẳng hạn phòng yêu cầu tất cả đơn vị trường, mỗi đơn vị trường gửi tôi 50 câu hỏi để chuẩn bị kỳ thi giỏi, gửi lên tôi duyệt 20 câu để dùng cho đề thi của tôi, thì tất cả đơn vị trường kia không ai biết là mình được duyệt câu hỏi đó cả, và phòng dùng cái câu hỏi đó để ra đề, và tất cả đơn vị trường kể cả cán bộ khác ở cấp phòng cũng sẽ không thấy câu hỏi đó được duyệt trong cái mục mà ngân hàng câu hỏi để ra đề cả. Tức là riêng tư là chỉ một mình ông duyệt để được dùng thôi. Còn nội bộ là trong phạm vi đơn vị của cái người duyệt để được dùng. Lúc phòng mà duyệt mức độ nội bộ ấy, thì là chỉ có riêng cái trường gửi lên với các tài khoản cấp phòng của trường thôi, các đơn vị trường khác không thấy không? Thì mình lưu ý cho cái đó, hàng đấy sẽ duyệt mức độ nội bộ và em tận lưu. Thì như vậy là câu hỏi này sẽ được đưa vào sử dụng, và ở mức độ nội bộ tức là toàn bộ giáo viên ở trong đơn vị trường của em sẽ được sử dụng cái câu hỏi đó. Bởi vì để tránh trường hợp mà thầy cô có thể là sử dụng dữ liệu câu hỏi quá nhiều mà phòng muốn xin ngân hàng chung thôi mà không muốn chia sẻ với thị trường ấy, thì giáo viên cũng không dùng được đâu, mà mặc định chỉ có admin cấp trường dùng thôi. Ra đề thi từ cơ sở dữ liệu. Đó. Thì thầy cô đang thấy rằng em bao nhiêu vào tài khoản của trường 1 này sẽ thấy có cái quyền ra đề thi cơ sở dữ liệu. Làm đây, rồi em bỏ qua mai trận, lấy gọi trường câu. Và toán lớp 6 đúng không? Chúng ta sẽ thấy cái câu hỏi mà em vừa mới xuyên lúc nãy xong. Đó. Tức là về cái quy trình chúng ta sử dụng sẽ là như vậy. Chúng ta về đơn vị trường, chúng ta sẽ tạo ra tài khoản cho các giáo viên. Và chúng ta sẽ phân quyền rõ ràng là người nào sẽ là người đang câu hỏi, người nào có quyền dưới câu hỏi nữa. Và khi ấy thì hệ thống chúng ta sẽ chính thức hoạt động. Và giáo viên sẽ đưa câu hỏi lên và sẽ qua kiểm duyệt bước 1 là của cán bộ kiểm duyệt của các trường mình. Và sau khi duyệt cái hạn đấy là duyệt mức độ nội bộ, thì những giáo viên nào có quyền ra đề với môn học đó sẽ được sử dụng cái câu hỏi này để ra đề thi. Thì vừa rồi là sơ qua một chút về các tính năng về mặt online mà thầy cô bắt buộc sẽ phải triển khai khi mà chúng ta làm tại trường. Vâng, 30%. Thì về được cái online thì cô nào có tham gia không ạ? Bây giờ anh đang tiếp tục.